Chương 81, sắc. Đường Hoa bắt một cái hồ lô, sau đó một trận lôi hỏa tạc banh tành cái lù, sau đó vẩy vẩy chút rượu lên trên đó, báo cáo, nhiệm vụ đã hoàn thành, rượu đã tràn cả ra ngoài rồi. Người, ông già đã có dấu hiệu muốn nổ tung, đã xuất pháp bảo ra chuẩn bị phá đường trừ hoa. Đường Hoa không nhanh không chậm nói, Lẽ nào tiền bối côn lôn vì một cái lưu rượu mà sẽ làm thịt cả vãn bối thục sơn sao? Vậy tiền bối làm sao sẽ dễ dàng tha thứ cho hành vi phạm tội của yêu quái được? Chẳng lẽ chỉ khi đụng chạm đến lợi ích của chính mình thì tiền bối mới nổi giận, không thì cho dù thấy người bị yêu tàn hại cũng vẫn biện giải dùm cho yêu à? Cho rằng yêu làm vậy là đúng vì chúng ở địa vị thấp hơn à? Ông già nghe xong sững người, sau đó không còn một chút tức giận nào cả, ngược lại còn mỉm cười cúi đầu, kính cần thụ giáo, nhưng ta vẫn nói một câu, chẳng phải toàn bộ yêu quái đều đáng chết, cũng như chẳng phải toàn bộ con người đều đáng sống. Tu đạo thì phải tu tâm trước, lòng có vạn vật thì không câu nệ ở cái vẻ ngoài. Yêu cũng có thể là người, người cũng có thể là yêu. Không rõ lắm. Ngươi là người tu đạo, vậy thì yêu quái là bên yếu, ngươi là bên mạnh. Nếu như ngươi ỉ mạnh hiếp yếu, thì có khác gì yêu ỉ mạnh hiếp yếu? Người giết người ác hay là giết yêu ác? giết yêu thiện hay là giết người thiện thì có gì khác nhau ông già này dài dòng quá đường hoa bước ra khỏi pháp trận truyền tống vẫn là một cái đại sảnh nữa nhưng là một cái đại sảnh hai bên hơi hẹp đầu bên kia thì sâu hun hút nhưng ông ta nói cũng lý đấy đúng thật là hơi hơi có lý này sương vũ a à? a à, ải này dường như gọi là ải sắc đấy sương vũ tức khắc cảnh giác trăm phần trăm nhìn đường hoa thì sao không có gì ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một chút, ngàn vạn đừng nổi ý muốn làm cái gì đó gì đó với ta nhen. Trong hiện thực ta rất nhút nhát đấy. Đi chết đi. Sương Vũ giận lên mắng một tiếng, xong lại tự nói với bản thân, kỳ quái, lúc bọn ta đi vào thí luyện thì chỉ qua hai ải tiểu và tài thôi mà. Hai người song song bước được mấy bước, thì đột nhiên toàn bộ đại sảnh sáng bừng lên, một âm thanh tiên nhạc bay tới từ bốn phương tám hướng. Người trông thấy cái gì vậy? trước mắt đường hoa xuất hiện vô số cô gái đương tuổi thanh xuân nhẹ nhàng bay múa trên không trung lụa mỏng che người da thịt hơi lộ ra toàn thân nửa kín nửa hở thật là tiếc quá không có túm tôn minh đi theo đường hoa thuận tay moi một cặp kiếng da đeo lên để khiến mình được thấy rõ hơn một chút không thấy sương vũ thở hơi gấp gáp nhìn đường hoa một cái nhắc nhở ngươi đang chảy máu mũi kìa trời đang hành quá Đường Hoa khắc chế bản thân không được phép chạm vào những cô gái đang cười cười quyến rũ bập bềnh xung quanh kia. Chưa biết được hậu quả sau khi sờ vào thì sẽ như nào, nhưng chắc chẳng phải là tốt đâu. Mấy cô nàng kia thấy Đường Hoa không có động tĩnh thì lại càng tiến đến gần hơn, thậm chí có người còn hé miệng phả hơi vào mặt Đường Hoa nữa. Lúc này, một thanh âm nữ hồn hển tràn đầy sức hấp dẫn bay tới từ nơi sâu trong đại sảnh, vì sao lại phải trói buộc bản thân mình? Người nhìn xem những cô gái bên người ngươi đi lẽ nào ngươi không muốn cảm nhận thử cơ thể mềm mại mịn màng của họ sao lẽ nào ngươi không muốn thử kéo những lớp lụa mỏng manh đó ra sao ta à, ta không xong rồi sương vũ chụp xiết tay vào bả vai của đường hoa đường hoa có phần ý loạn tình mê hỏi ngươi nhìn con gái mà cũng chịu không nổi hà bên ta thì nhìn thấy nam nhân kiên trì à kiên trì không nổi thì phải làm thế nào vậy ngươi cứ đẩy ngã ta đi ta chịu chút thiệt thòi vậy Đường Hoa nói rồi đột nhiên quỷ dị cười, xong đưa tay lên nện một tia chớp vào một mỹ nữ phía bên trái. Trong nháy mắt, mọi ảo giác biến mất tâm mất tích. Sương Vũ lúc này mới phát hiện ra rằng mình đã đầy người mồ hôi hột, hơn nữa lại còn dựa sát vào người đường Hoa mất rồi. Thế là vội vàng lui về phía sau một bước, ổn định lại bộ dáng, có điều khuôn mặt thì đã đỏ bừng lên. Người, người không phải là cái kia cái kia không được đó chứ. Tiếp tục đi thêm được một đoạn, Sương Vũ rốt cục nhịn không nổi sự tò mò, bèn hỏi một câu. Nhưng rất rõ ràng là ý của câu hỏi này rất xấu hổ, vì thực ra nàng đã đoán trong đầu là vì sao đường hoa lại chấn tĩnh như vậy rồi. Nói bậy, đường hoa giận dữ, khi nào tới hành tinh âm rồi thì ta sẽ cho ngươi biết đàn ông là như thế nào. Ngươi, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn biết, cái này thì phải cảm tạ cặp mắt kiếng của mặt tinh này. Đường hoa tháo mắt kiếng mình đang mang, xong đeo lên cho Sương Vũ, hỏi cảm thấy thế nào? Này! Sương Vũ trông thấy đường hoa đang biến thành một người bị vặn vẹo, biến dạng, mũi còn lớn hơn cả cái mặt, còn đầu thì là bội số của thân mình. Đây là mắt kiếng chọc cười à? Đúng á! Đường hoa khóc ròng, vừa nãy vì để tìm được mục tiêu, ta đành phải nín nhịn không có ói ra. Bà nội chúng nó, con nào con nấy đều tờm hơn cả quỷ nữa. Một con quái vật ngoảnh về phía ngươi mà ngoáy lỗ mũi thì cũng còn nhịn được đi nhưng mà cả một bầy đều vây xung quanh người móc lỗ mũi, rồi còn làm ra những tư thế khiêu gợi, thì cái loại cảm giác kinh tởm này người thường làm sao có thể chịu được. Vậy người làm thế nào phân biệt ra được đâu là bản thể? Rất đơn giản. Đường hoa dựng một ngón tay lên, nói, bản thể có lông nách. Khụ khụ. Một trận ho khan kịch liệt truyền tới từ chỗ sâu trong đại sảnh. Sau đó một âm thanh kiều mị truyền đến. Quả nhiên phương pháp thực dụng nhất khi phá tả chính là phương pháp không bình thường xin mời hai vị. Dứt lời, hai người giống như là được dịch chuyển tức thời, trước mắt chớp một cái là đã tới được đầu bên kia. Ở đó đang có một mỹ nữ mặc lụa mỏng nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc ghế dựa, như đang ngủ mà không phải ngủ, ánh mắt đang khép nhẹ lại, rất là động lòng người. Đường hoa đeo mắt kính lên, mở miệng trước, xin chào, chào. Mỹ nữ tay cầm cành liễu nhẹ nhàng vung vẩy vài cái, ta biết mục đích đến đây của các ngươi và cũng rất hài lòng với biểu hiện vừa rồi của các ngươi. Nhưng các ngươi cũng vẫn phải trả lời vài câu hỏi của ta trước đã. Ngươi nói đi, loài người đã vì mục đích của mình. Chờ đã. Đường hoa ngắt ngang, chắc chẳng phải lại là chuyện người và yêu đó chứ. Các ngươi có thôi đi được không? Có thể đổi sang cái chuyện gì đó mới mẻ hơn được không? Lúc nào cũng cứ người người yêu yêu. Được, vậy chúng ta đổi đề tài vậy. Mỹ nữ cũng không có nổi giận, vậy thôi nói chuyện hồi 19 năm trước đi năm đó có một người nam và một người nữ, mỗi người đều là ký chủ của một thanh thần binh. Hai thanh kiếm phải nhất định cùng tu chứ nếu không sẽ phản phệ lại chủ nhân. Hai người luyện kiếm cùng nhau ba năm trời cũng đã nảy sinh cảm tình. Nhưng hai thanh thần binh này chính là vì cuộc chiến với bên yêu mà được luyện thành. Trong khi khai chiến thì người nữ không nguyện cho sinh linh đổ thán, nên mang kiếm một mình rời đi. Kết quả khiến cho người nam kia một mình khó chống, môn phái gần như bị diệt vong người nam cũng bị thần binh phản phệ khiến cho tổ hỏa nhập ma, bị đóng băng suốt 19 năm. Các người có đồng tình với hành vi của người nữ này không? Ừm. Đường Hoa ngẫm ngẫm một hồi xong hỏi, nếu người nữ kia không đi, thì số người và yêu chết đi có phải sẽ ít bớt phải không? Hẳn sẽ như vậy. Người nữ kia suốt ba năm trời không đi, duy độc tới lúc khai chiến thì lại đào ngũ, có phải là không có phúc hậu lắm hay không? Người nữ kia trốn chạy thì có thông chi cho người nam hay môn phái không? hay là lén chuồn đi mất. Ta nghĩ nếu như bọn họ biết như vậy thì chắc sẽ hiểu chỉ có một thanh thần binh thì sẽ không chắc ăn cho lắm, nên phải đình chỉ kế hoạch khai chiến chứ. Ừm, người nữ có đề cập đến chuyện đình chỉ tiến công, nhưng lại bị người nam kia trách cứ. Bị người mà mình yêu thương của mắng, người nữ đau lòng không thôi. Lúc này lại trùng hợp gặp một người nam khác vì cứu trị cho một con yêu nhỏ tuổi bị trọng thương mà bị đồng môn trách cứ, thế nên hai người đã mang theo thần binh rời đi. Ý của ngươi là, người nữ đó vì bị trách cứ nên không vui, bởi vậy mang theo kiếm bỏ trốn cùng người ta. Mỹ nữ vội giải thích, chủ yếu là không thích nhìn cảnh đồng môn mình vì muốn thăng tiên mà tàn sát yêu tộc thôi. mươi 82, Tài Người nàng lớn chính là môn phái, ủy thác nàng trọng trách cũng là môn phái. Chẳng lẽ nàng không có nghĩ rằng một khi nàng bỏ trốn đi, thì môn phái sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào sao? Đường Hoa lắc đầu, vậy thật quá giả dối chẳng hạn như cha của ngươi đi trộm mộ ngươi biết là không đúng ngươi cũng có khuyên ông ta dừng tay lại nhưng ngươi có thể nào đi báo án ông ấy không rồi chẳng hạn như cha của ngươi đương lúc trộm mộ đấy ngươi đứng bên trên giữ dây thừng có thể nào ngươi vì cảm thấy lương tâm bất an mà lại chạy trốn quăng cho cha ngươi chết đói giữa ngôi mộ không rồi lại nói lúc trước thì còn có cảm tình mà mới quay lưng kia là bỏ trốn rồi lên giường với người đàn ông khác có bất nghĩa lắm không Lẽ nào những người tu tiên đều là những kẻ đùa bỡn với tình người như vậy?" Mỹ nữ suy nghĩ một lúc thật lâu sau mới nói, "Vậy ý của ngươi nói là môn phái vì ích lợi của bản thân mà đi tàn hại yêu quái là đúng à?" "Không phải như vậy. Vừa nãy như lời ông già kia có nói ấy, thực ra ta cũng đồng ý với ý kiến của ông ấy lắm, nhưng cho dù là môn phái không đúng đi nữa, thì ta cho rằng người nữ kia cũng không có tư cách gì mà bỏ trốn vào thời điểm đó cả, hoặc là lúc trước ngươi đừng nhận làm hoặc là chờ mọi chuyện kết thúc xong rồi hắn nói, chứ nào có cái chuyện mà đi nửa đường lại tuột dây xích, vậy sẽ hại chết biết bao nhiêu người chứ. Mà oan nhất chính là người nam kia, hắn đã vì lòng chung với môn phái mà quở trách người mình yêu, kết quả là bị đông cứng trong băng lạnh suốt 19 năm trời. Bà chị, bà chị phải biết rằng trong thời đại này mà đàn ông dám mắng vợ mình là phải cần dũng khí khá lớn đấy. Sương Vũ chen vào nói, kia nhìn cá nhân của ta đây, trong chuyện này không có ai đúng hoàn toàn, mà cũng chẳng có ai sai hoàn toàn cả. Có điều người nam kia đã bị đông cứng suốt 19 năm, lại còn phải gánh nỗi đau nhìn người mình yêu sinh con đẻ cái cho người khác nữa. Cho nên hắn chính là người bị bất công nhất. Nói hay lắm, ta nghĩ nếu mà Huyền Tiêu nghe được lời của hai người thì nhất định sẽ rất cảm kích đấy. Mỹ nữ phất tay, "Đã câu trả lời của các ngươi khiến ta hài lòng, thì ta cũng không thể nào để cho các ngươi tay không mà đi được. Ta có thể cung cấp một lần cơ hội bế quan nguyên anh cho các ngươi." Nhưng mà, các người biết đấy, ải này là ải sắc, cho nên nếu không thể thông qua được khảo nghiệm mà để bị tẩu hỏa nhập ma thì ta sẽ không bồi thường hậu quả đâu đấy. Bế quan nguyên anh chính là đãi ngộ mà 10 cấp mới có được một lần, nhưng vạn nhất mà chống cự không nổi, để cho nguyên anh bị tẩu hỏa nhập ma thì cần phải tính tu 10 ngày. Đồng thời mỗi ngày bị lâm vào trạng thái cuồng loạn 10 phút, chừng nào hoàn thành nhiệm vụ thì mới có thể chữa trị nguyên anh một cách triệt để được. Có thể mang kính mắt không? Mỹ nữ mỉm cười nói, sắc từ tâm mà ra, dùng bảng môn tà đạo thì chỉ có thể ngăn được nhất thời mà thôi. Đường hoa quay đầu lại hỏi Sương Vũ, người nhắm chịu được nổi không? Sương Vũ toát một giọt mồ hôi, khó nói lắm. Vì nghe ý của Mỹ nữ kia thì tác dụng của kính mắt là chẳng bao nhiêu. Đường hoa đi lại kể sát tay Sương Vũ, ta dạy người kia pháp môn chống đỡ hấp dẫn có một không hai này. Pháp môn gì thế? Sương Vũ nghe xong vừa xấu hổ lại vừa toát cả mồ hôi lạnh ra. Có tàn nhẫn lắm hay không? Nữ nhân mà hạ thủ với chính bản thân mình thì phải ác một chút chứ." Một quầng sáng lóe lên, Đường Hoa được truyền tống đến trên giường của một gian phòng nhỏ. Sau khi ấn chọn tu luyện nguyên anh, thì nguyên anh xuất khiếu, bắt đầu ngưng thần tu luyện ở trên đỉnh đầu của Đường Hoa. Đường Hoa nhìn nhìn thanh tiến độ, còn đại khái 12 tiếng đồng hồ nữa. Lúc này chợt xoẹt, xoẹt vài tiếng, trên cái giường rộng rãi này đột nhiên xuất hiện ba nàng mỹ nữ người thì diêm dúa, người thì thanh thuần, người thì kín đáo. Ba người bắt đầu sử dụng các ngôn từ lẫn động tác để dụ dỗ đường hoa. Đường hoa nghiến răng quẹt máu mũi của mình, sau đó mò từ trong túi càn khôn ra một trái sầu riêng, thầm than một tiếng. Muốn đứng ở trên đầu người khác thì phải chịu được cái đau hơn người khác, thế là mở ra 100% cảm giác đau, giơ trái sầu riêng lên nện thẳng vào di của mình. Sau một tiếng kêu thảm thiết, đường hoa nước mắt nước mũi tèm lem nói với ba mỹ nữ kia, đừng có mà làm quá lên, đằng nào cũng không làm ăn gì được đâu, làm quá nữa thì ta tự cung luôn đấy. Ca để muội xem. Há há, ta đã là công công rồi, xem cái gì nữa. Đường hoa không chút khách khí, nói, các ngươi cho rằng bây giờ ta còn có hứng thú nổi sao. Cút qua một bên chết hết đi. Sương Vũ hầm hầm nhìn đường hoa, cái trò này của ngươi ác thật đấy, ta đau chết mất. Đau ở đâu? Đường hoa nhìn trên nhìn dưới tìm tìm. Cút ngay sương vũ quát lớn một tiếng rồi lại cảm thấy buồn cười hỏi còn ngươi thì sao có khả năng nào sẽ lưu lại bệnh tâm lý không sẽ không đâu ta chỉ để đau có một giây để hù bọn nàng sau đó đã ngắt cảm giác đau liền ngươi ngươi không phải ngươi vẫn cứ mở cảm giác đau hoài đó chứ ta sương vũ nuốt nước miếng nhỏ giọng nói ngươi nhớ đó có thù không báo không phải là nữ tử đường hoa làm như không nghe thấy nhìn thoáng qua bên trái bên phải mỹ nữ thì đã mất tiêu chỉ còn lưu lại một cái pháp trận truyền tống sương vũ nhắc nhở trước ải sau chính là ải tài chủ trận chính là thần tài lúc trước điều kiện qua ải của bọn ta chính là thu thập tiền rơi từ trên trời xuống giúp cho ông ấy ải này khảo cứu nhãn lực vì chỉ có thể bắt nguyên bảo với kim tệ chứ không nên vớt bom vàng toàn là vàng khắp gian phòng ánh kim lòe lòe Kim Nguyên Bảo nằm lăn lóc trong góc phòng như một thứ rác rưởi. Cái ghế bằng vàng, cái bàn bằng vàng, đôi đũa bằng vàng, cây tăm cũng bằng vàng. Còn có một người nữa, cũng bằng vàng. Đường hoa túm tròm dâu của người vàng rượt một cái, thiệt rượt được hai sợi. Chỉ thấy người vàng kia nhảy dựng lên giận dữ, các ngươi thế mà dám công kích thần tài à? Ta nguyền rủa các ngươi 30 năm không lượm được túi tiền. Đường hoa nhỏ giọng hỏi, tên ở này sao lại hẹp hỏi thế nhỉ? Nói thừa, thần tài đáp ngươi từng thấy qua người nào hào phóng mà lại có nhiều tiền chưa những người mà ngươi nhìn thấy đều là những người có tiền rồi mới sinh ra hào phóng cả tiền có thể xui ma tiền có thể khiến quỷ tiền có thể giúp ngươi thành tiên tiền có thể giúp ngươi có được mọi thứ trên đời này vấn đề thứ nhất thứ gì là thứ mà dùng tiền cũng tuyệt đối không mua được khỏe mạnh sương vũ trả lời ngay sai không có tiền thì ngươi phải đi lao động không có tiền thì ngươi không dám đi khám nơi bác sĩ giỏi, không có tiền thì ngươi không có thời gian tập thể dục, không có tiền thì ngươi trả không nổi tiền thuốc. Trả lời sai, nên giờ ngươi phải lập tức đi lắc cái cây tiền đằng kia rồi chụp 10 kim nguyên bảo cho ta, nếu như không hoàn thành được thì ta sẽ trừ 20 kim của ngươi. Sương Vũ than một hơi, bắt đầu chơi trò chơi đại phú ông đón nguyên bảo. Bà xã của ngươi à? Thần tài rất bà tám hỏi đường hoa. Không phải. Đường Hoa ngồi xổm trên mặt đất với thần tài, cùng nhau tán thưởng xương vũ thướt tha muôn vẻ ở đằng kia. Quá đáng tiếc. Thần tài thần bí nói, căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm quan sát của ta, thì cô nàng này chắc chắn sẽ là một người vợ tốt, và tuyệt đối là một người phụ nữ biết kiếm tiền. NPC ai cũng soi gái như vậy sao? Nói bậy, ta đang nhìn nguyên bảo mà. Còn ngươi, ngươi đang nhìn cái gì? Đường Hoa nghẹn giọng, ngoắt đầu sang phía khác, không nói ông biết. Sương Vũ hồn hà hồn hển trở về, thấy ánh mắt mà Đường Hoa đang nhìn mình, trong lòng cười nhẹ, giao nguyên bảo cho thần tài xong thì thuận tiện hỏi, gia tử, có dễ nhìn không? Đường Hoa xoay người nói với thần tài, ta không nhìn ra được. Tất nhiên là ngươi không nhìn ra được rồi, ta là thần mà. Chỉ có thần mới có thể nhìn ra được. Sương Vũ buồn bực hỏi, các ngươi đang nói cái gì vậy? Đường Hoa với thần tài đồng thanh, không nói ngươi biết. Vấn đề 2 thứ gì là thứ mà có tiền cũng tuyệt đối không mua được. Lượng thiên xích. Đường hoa mọi lượng thiên xích ra, vỗ vỗ nó rồi nói, người muốn mua, nhưng ta muốn bán cũng không bán được, bởi vì đã buộc định lại rồi. Người có tung nhiều tiền hơn nữa cũng mua không được. Thần tài xứ người một lúc rồi mới nói, trả lời hay. Vậy tiếp theo đây ta sẽ kể một chuyện lúc xưa, chuyện này tất nhiên cũng là chuyện của Côn Lôn. Mỗi cách 19 năm, thì sẽ có huyễn minh giới đi ngang qua Côn Lôn. Trưởng môn Côn Lôn nghe rằng có thể hấp thu yêu khí để khiến cho toàn bộ Côn Lôn phi thăng thành tiên, cho nên đã khổ tâm nghiên cứu, sau cùng đã đúc nên hai thanh thần binh. Chúng có thể trói buộc Huyễn Minh Giới, đồng thời hấp thu tinh hoa của đá từ tinh nơi đó, từ đó tạo thành kiếm trụ, khai quang cho Côn Lôn để mọi người phi thăng thành tiên. Không thể thương lượng với người ta để lấy ít đá từ tinh cho Côn Lôn à? Hà tất gì cứ phải đánh đánh đấm đấm chớ? Cái này thì thành mua bán mất rồi thần tài vỏ đầu bứt tóc, phòng trừng bên yêu giới đó không nguyện ý bán đâu. Cần gì phải vậy, vì bên yêu độc chiếm tài nguyên như vậy thì rất không đúng a. À. Chẳng hạn như mỏ sắt hiện nay đó. Brarin cùng với vài quốc gia hợp tác nhau nâng giá lên đến 100%, bởi vì bọn họ có tài nguyên, người có muốn mua hay không thì kệ người. Như vậy cũng không công bình đó mà. Cá nhân ta cho rằng cô Lôn cũng đừng nên quá đáng như thế, cứ đi thương lượng với người ta xem sao, chẳng hạn như ra điều kiện thế này về sau bồng lai nga mi gì đó có tìm các ngươi gây sự thì cứ việc báo cho ta ta sẽ bãi bình giúp ngươi yêu quái bên kia cũng phải sinh sống chứ dưới tình huống không làm thương tổn nguyên khí của bản thân mình thì họ sẽ bán được cái nào hay cái nấy ngay đâu mà cứ phải đến tình cảnh ngươi chết ta chết mọi người cùng chết chớ hơn nữa yêu quái bên đó mà thấy không vừa mắt với bọn yêu khác nhưng bản thân ra tay lại không tiện thì có thể lén nhờ côn cô lôn ra mặt xử lý bọn họ cơ mà hợp tác là phát triển đối kháng là diệt vong, đen trắng cấu kết nhau mới chính là chân lý. Đã như thế, thần tài tuyên bố giao một nhiệm vụ cho đường hoa, đêm trước khi côn lôn cùng với huyến minh giới đại chiến, người sẽ được truyền tống tới huyến minh giới. Nếu như ngươi không đàm phán thành công, thì ngươi sẽ bị trừ 5.000 điểm công đức. Còn nếu ngươi đàm phán được, thì sẽ được cộng thêm 5.000. Ta nhận, đường hoa chọn xác định, chả phải chỉ là múa ba tấc lưỡi thôi sao. Mình xuất thân là dân dịch vụ đấy, nào giờ đâu hề sợ phải đàm phán. Năm ngàn công đức à, năm ngàn công đức đủ cho mình giết biết bao nhiêu người lận. Cuộc đời nhiều lúc cũng hạnh phúc lắm. Chương 83, Khí Tiểu, sắc, tài, khí. Sương Vũ hỏi, ba cái đầu thì có thể hiểu là thói xấu của mỗi con người, nhưng cái khí này là gì? Chả lẽ là phát cáu, là nổi giận, chưa chắc đã là thói xấu đâu. Đường Hoa nói, Vương An Thạch đã từng lưu lại một bài thơ, vô tiểu bất thành lễ nghi, vô sắc lộ đoạn nhân hy, vô tải dân bất phấn phát, vô khí quốc vô sinh kỳ. Một, mà Tô Đông Pha Tắc cũng cho rằng chỉ cần có kế độ, thì tiểu sắc tải khí chính là chuyện hay. Ẩm tiểu bất túy thì anh hào, luyến sắc bất mê tối vi cao, bất nghĩa chi tải bất khả thủ, hữu khí bất sinh khí tự tiêu. Y, đừng có phiêu nữa, người nói xem cái ải khí này phải qua như thế nào trước đi. Đường hoa khinh bỉ liếc nàng một cái, Vừa nãy chẳng phải ta đã nói sao? Uống rượu không thể say, nhìn mỹ nữ cũng được. Nhưng mà đừng để bị mê hoặc, không trộn tiền bạc của thần tài. Vậy nên ải cuối cùng chắc chắn phải là đừng tức giận. Đang nói chuyện, thì trước mặt hai người xuất hiện một cảnh ảo. Nội dung của cảnh ảo rất đơn giản. Chính là vô cực cùng với công chúa đang lợi dụng quy tắc của hệ thống. Thân người áp sát vào nhau dù gì dù gì trên con thuyền nhỏ. Trên gương mặt hai người mang đầy vẻ giạt rào hạnh phúc. Sương vũ cười thản nhiên chuyện đã qua lâu như vậy rồi, sao lại nghĩ rằng ta sẽ nổi giận vì nó chứ? Cảnh ảo biến mất, lại xuất hiện ra một cảnh khác. Chỉ thấy một tên NPC đáng khinh cùng với một tên người chơi đáng tờm đang trồm hổm ngồi thưởng thức cảnh một mỹ nữ lăng xăng nhảy trái nhảy phải bắt kim nguyên bảo. Lẽ nào ngươi không định giải thích chút gì sao? Sương Vũ hơi hơi tỏa ra sát khí, hỏi. Cái này. Đường hoa gái gái đầu nói. Ngàn vạn đừng hiểu lầm a à thần tài nói rằng ngươi là một nữ nhân rất giỏi giang ta hỏi làm sao hắn biết hắn bảo ta cứ xem đi ta nói rằng ta nhìn không ra thế là hắn kêu ta dùng cái tâm mà nhìn nhưng sao ta lại phát hiện thấy ánh mắt của ngươi cứ nhìn chằm chằm vào ngực của ta thế vì đẹp mắt mà đường hoa rất thành thật coi như ngươi biết thưởng thức đấy sương vũ cười cười hô lên với ảo giác ta không có giận tất nhiên các ngươi sẽ không vì những thứ này mà nổi giận một người đàn ông trung niên mặc áo sam dài xuất hiện ở trước mặt hai người bởi vì các ngươi là những người thực tế mà người thực tế thì sẽ rất hiếm khi nổi nóng nhưng anh bạn nhỏ này cũng có nói đấy không có giận dữ thì đất nước cũng không còn sức sống bởi vậy điều kiện để qua ải này chính là phải nổi giận đấy nhất định phải nổi giận thật sự thì mới qua ải được lát nữa chúng ta gặp lại nói xong ông ta biến mất đơn giản đường hoa quay đầu thuận miệng nói với sương vũ Ta mới phát hiện thấy người có yếu tố có thể bơi lội giỏi đấy. Yếu tố gì thế? Cái bụng thì có mỡ quá dày, bộ ngực thì bằng phẳng nữa, nên sẽ hình thành. Người nói bậy. Sương Vũ nổi giận. Nào tới giờ mình luôn coi vóc người của mình là điểm kiêu hãnh nhất. Cái này có khác nào vu hãm đâu, còn không thì đúng là ánh mắt bị lệch rồi. Ha ha ha, rất tốt. Giọng của người lúc nãy truyền tới, bây giờ đến lượt người nổi giận. Ta, đường hoa nâng tay nhún vai nhìn Sương Vũ phải coi bản lãnh của ngươi rồi. Sương Vũ tuy biết rằng mới nãy đường hoa chỉ nói để chọc giận nàng, nhưng vẫn khó nuốt khỏi cơn phẫn hận, bèn sẵn miệng mắng, ngươi là tên khốn nạn. Ngươi, đường hoa rớt nước mắt, sao tai của mình nghe vào lại thành thân thiết đến như vậy chớ? Ngươi người cái đầu heo nhà ngươi. Sương Vũ thấy cường độ vẫn chưa đủ, bèn lập tức tăng cường ngay. Ngươi là thằng đàn ông đê tiện nhất, vô sỉ nhất, lôi thôi nhất, mắt mù nhất, đáng ghét nhất, Đường hoa đưa cho nàng một bình nước suối, uống chậm chậm thôi nhé, không thì bị sặc. Sương Vũ hiếu khí vô lực đẩy đẩy đường hoa, người nổi giận đi chớ. Bà chị, ta có giận hay không thì ăn thua ở chị ma. Vậy, người nói xem bản thân người có đặc điểm gì đi, chẳng hạn như, người có phải là người yêu nước cuồng không này? Ừm, cũng coi như là một nửa đi. Vậy được, ta kể chuyện lịch sử cho người nghe. Sương Vũ hồi phục tinh thần lại, năm hai mươi lần đầu tiên bùng nổ chiến tranh nha phiến lần chiến tranh nha phiến thứ hai chiến tranh kháng nhật sương vũ với đường hoa nằm dài người trên mặt đất hai người nhìn trần nhà ngẩn ngơ hai ngày rồi ừ sương vũ gật đầu hỏi ngươi còn bao nhiêu đồ ăn đó còn có một trái sầu riêng với một túi bánh bích quy đường hoa ngẫm ngẫm lại rồi nói còn đủ cho ngươi lên một buổi lớp lịch sử cho ta đó ai chúng ta sẽ chết đói mất người đó sao lại không hề nổi giận vậy chớ? Chủ yếu là vì ngươi làm giả quá, khiến cho có cảm giác là ngươi càng mắng thì càng thân thiết với ta hơn. Ngươi đi chết. Sương Vũ hỏi, à, lần trước ngươi bị ám sát đấy, có nổi giận không? Không có. Chơi trò chơi mà, không phải là ngươi giết ta thì cũng là ta giết ngươi thôi, chỉ có chút buồn bực hà. Sương Vũ ngóc đầu lên hỏi, vậy phải làm sao thì ngươi mới có thể nổi giận được? Chẳng hạn như ngươi đi tìm ta vay tiền, nhưng vay xong rồi không trả, mà thái độ lại còn có phần ác liệt nữa, như thế thì có khả năng ta sẽ nổi giận. Vậy ngươi đưa ta mượn 50 kim nào? Đây. Giao dịch xong, Sương Vũ hung ác nói, thằng nhóc con, ta không trả lại. Đường hoa khóc, ngươi đừng có nói chuyện bằng cái giọng như làm nũng đó có được hay không, ngươi phải nói là, đô Cộng Hòa. D. Bà mày mượn tiền của mày là cho mày mặt mũi đấy, mày tưởng mày là Asmina. Tiền thì không có, có cái mạng đây, nhưng ta đã nói ra rồi cho nên mấy câu này không còn có hiệu quả nữa thôi vậy thôi vậy chết đói thì thôi ta mệt mỏi rồi sương vũ thở dài nằm trở lại trên mặt đất tay trái lại nhẹ nhàng đặt lên trên tay phải của đường hoa trong lòng đường hoa run lên một cái sương vũ hơi hơi nhích lại tựa đầu lên trên ngực của đường hoa tay đường hoa run run len vào trong mái tóc của sương vũ vào lúc này sương vũ mềm mại như một con mèo nhỏ đột nhiên cười âm hiểm lặng lẽ lấy ra một cái kéo, đâm thẳng vào vị trí sẽ đau nhất nằm giữa hai đùi của Đường Hoa. Á, à, Đường Hoa nhảy bắn lên như một tia chớp, chỉ vào xương Vũ giận dữ, "Ngươi làm cái trò gì vậy? Ngươi nổi giận rồi." Sương Vũ cười mị mị thả cây kéo trở lại túi càn khôn. Hừ, Đường Hoa vẫn không vui, nói, "Sao ngươi lại đi quyến rũ ta, cứ lấy kéo đâm trực tiếp chẳng được à?" Không quyến rũ, thì người nào đó sẽ không lén điều chỉnh cảm giác đến 100% thế thì có đâm cũng sẽ không đau. Sẵn tiện nói một câu nhé, đừng yêu chị, tim của chị đã sớm hóa thành cho rồi. Yêu cái rắm a. À. Đường Hoa rất buồn bực, dĩ nhiên là hắn không nổi lòng thích Sương Vũ rồi, nhưng mà dù sao hắn cũng là nam nhân mà, nam nhân có hàng dâng đến tận miệng mà không hưởng thì có tội lắm. Có một người mỹ nữ như thế ôm lấy mình, thì cho dù chỉ xuất phát từ tác phong quý ông cơ bản nhất, mình cũng không lý do gì mà không phối hợp chút chút chớ. Cái gì? người nói vẫn có người đàn ông được gái đẹp ôm mà không loạn lên à. Đó chỉ có liễu hạ huệ, nhưng mà người ta có chức năng nam tính không đầy đủ người có biết hay không. Có ai có ý kiến phản đối thì cứ đi thử nghiệm thử xem đi, nhưng đừng có đi tìm ca ve hay gái khủng long đấy. Thử xong rồi thì ngươi sẽ biết, dục vọng chinh phục của nam giới cùng với thành tựu cảm của họ chính là sự yếu đuối nhất của họ. Có rất nhiều người chính bởi dính vào cái này cho nên đã phải ngơ ngác ngơ ngác ngác mà kết hôn rồi sinh ra con cái ha ha. Sương Vũ che miệng cười, gia tử, ngươi là người thú vị nhất mà ta từng thấy đấy, làm nhiệm vụ chung với ngươi thì không thể nào buồn được cả. Phải không? Đường Hoa vẫn chưa vui. Được rồi, đừng giận nữa, ta xin lỗi có được không? Hừ, ngươi đâu có phải là người đang nội tâm hiu ý vượn thì bị đâm một nhát đầu. Ngại thật, quấy dày hai vị vậy. Đầu tiên là xin chúc mừng hai vị đã qua được ải. Người lúc nãy xuất hiện, nói, có thể đi tới ải khí, thì ta tin rằng hai vị đã có những hiểu biết đại khái về sự tình 19 năm trước rồi. Thực ra không có ai đúng ai sai cả, lòng người thì tham lam, lòng yêu cũng chưa chắc là lành. Còn chuyện nhận định ra sao thì đó là chuyện của các vị. Bốn người chúng ta giống như là một bộ sách sử vậy, chỉ ghi lại những sự tình đã phát sinh, nhưng tuyệt đối sẽ không can thiệp bình luận về những chuyện đó. Sau đây ta sẽ nói tường tận về chân tướng của sự thật. Chương 84, lựa chọn trong núi côn lôn có côn lôn thiên quang từ nơi đó có thể đi thông lên thiên giới đệ tử của côn lôn chỉ cần có thể chịu được sự chiếu rọi của côn lôn thiên quang thì có thể thoát xác thành tiên trong côn lôn thần châu thì núi côn lôn có tam giới thiên giới thứ nhất là núi lương phong trèo qua được mà không chết thì đến giới thứ hai là huyền phố là nhạc viên trên không trung lên được thì sẽ thành linh có thể hô mưa gọi gió giới thứ ba chính là đường lên trời đâu xuất không lên được trời thì sẽ thành tiên. Cũng có lời truyền khác, rằng núi Côn Lôn có 9 tầng trời, kẻ nào có thể lên đến tầng trời thứ 9 thì sẽ thành đại Phật, đại thần, đại thánh. Tây Vương Mẫu, Cửu Thiên Huyền Nữ đều là đại thần đã qua 9 tầng trời cả. Nhưng Côn Lôn Thiên Quang ở quá cao quá xa, dù ngự kiếm cũng không thể tới, cho nên đệ tử Côn Lôn mà muốn phi thăng thì chỉ còn cách đưa phái Côn Lôn lên đến nơi gần với ánh mặt trời nhất, rồi tạo thành kiếm trụ sau đó đệ tử côn lôn sẽ có thể thông qua kiếm trụ mà lên thiên giới để thoát xác thành tiên nhưng muốn tạo thành kiếm trụ thì nhất định phải có một mức linh lực đồ sộ linh lực của con người làm sao có thể đủ vừa may phái côn lôn lại ở rất gần với yêu giới mà đã tử tinh trong nguyễn minh giới thì lại có ẩn chứa mức linh lực rất khổng lồ thế là phái côn lôn vì phi thăng đã vận dụng hết nhân vật lực của cả ba thế hệ đúc thành hai thanh kiếm hi hòa thuộc tính lửa ký chủ huyền tiêu vọng thư, thuộc tính băng, ký chủ. Túc Ngọc, chờ nguyễn minh giới đến gần côn lôn thì hai thanh kiếm sẽ trói chặt nó lại, cuối cùng hấp thụ linh lực trong nguyễn minh giới, song song với việc cướp đoạt cả đá tử tinh của nơi này. Túc Ngọc huyền tiêu cùng tu luyện với nhau trong ba năm, sau đó phái côn lôn trói được yêu giới lại. Khiến cho lửa chiến lan tràn, cục diện đột phát không thể thể vãn hồi lại nổi, song phương đều thay chất như núi. Không đành lòng thấy sinh linh hai bên đổ thán, vân thiên thanh và túc ngọc cùng nhau mang theo vọng thư kiếm bỏ trốn chỉ lưu lại hi hòa kiếm huyền tiêu còn lại một mình vất vả chống đỡ có điều thanh kiếm hi hòa lại là thuộc tính lửa bấy giờ không có vọng thư hỗ trợ thành ra huyền tiêu bị lửa mặt trời bám vào thân tẩu hỏa nhập ma trận chiến người và yêu này lưỡng bại câu thương trưởng môn thái thanh chân nhân và đại đệ tử huyền trấn bị chết vân thiên thanh và túc ngọc thì mang theo vọng thư kiếm rời bỏ môn phái huyền tiêu thì bị tẩu hỏa nhập ma vị trí trưởng môn do Túc Giao tiếp quản. Trong thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn, Túc Giao và ba vị trưởng lão Thanh Dương, Trọng Quan, Tông Luyện cùng hợp lực đóng băng huyền tiêu ở trong động mà hắn từng luyện kiếm. Chuyện tới đây tạm thời bình lặng lại. 19 năm qua đi, yêu giới lại đến, hai bên cửu cũ hận mới, đều đã bày sẵn trận chờ địch. Huyền tiêu sẽ phá băng ra để rửa sạch nhục trước, vì sư trưởng thân hữu mà báo thù, dẹp yên huyến minh giới. Sự tình là như vậy đấy. Người đàn ông kia nói, bên ta đã thu được thông tin chuẩn xác rằng nếu như huyền tiêu mà thực hiện được, thì cửu thiên huyền nữ sẽ lấy lý do là bọn họ làm trái với đạo trời mà đẩy tất cả mọi đệ tử của côn cô lôn vào nơi sâu nhất trong bi NDNG. Cái này thì ta không rõ lắm. Đường Hoa nghi hoặc nói, 19 năm trước mọi người đánh sống đánh chết, mà cửu thiên huyền nữ chỉ thùng thẳng một bên xem não nhiệt, còn bây giờ sao nàng lại ra tay nếu bên côn cô lôn thắng? Ý của nàng là gì chứ? hay là vì thiên đình đã quá nhiều tiên rồi? Cái này, người kia quấn bách, ta cũng không rõ ràng ý nghĩ của họ cho lắm, biết đâu là hồi đó trùng hợp không rảnh. Nói tới hiện tại đi, bây giờ các ngươi đã biết hết chân tướng rồi đấy. Sau đây, các ngươi có thể lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, hiệp trợ huyền tiêu phá băng ra, sau đó cùng nhau hợp lực đối kháng cửu thiên huyền nữ. Huyền tiêu sau khi phá băng ra thì cần phải có ba loại hàn khí để hộ thể, nếu tìm được ba loại này thì sẽ có thù lao rất phong phú một khi toàn côn lôn thành công phi thăng thì đệ tử khắp trên dưới côn lôn đều sẽ đạt được lợi ích lớn lao cái bà cửu thiên huyền nữ này cũng chả phải là tốt lành gì người ta đánh sống đánh chết thì bà coi như không thấy mà chờ người sắp thành công rồi thì lại cắm đầu cắm cổ chạy đến ta phải chọn điều một sương vũ hỏi vậy lựa chọn thứ hai là gì lựa chọn thứ hai đó là phải lấy được vọng thư kiếm lên thiên đình sau đó tiêu hủy nó trong lò luyện thiên địa để đoạn tuyệt hết mong muốn phi thăng của côn lôn cái này thì cũng sẽ được lợi ích rất lớn nhưng ta phải nói trước nếu chọn một mà côn lôn phi thăng thất bại thì toàn thể đệ tử côn lôn chọn một sẽ phải bị trừng phạt còn chọn hai thì cho dù bị thất bại đệ tử côn lôn cũng sẽ không bị bất cứ trừng phạt gì người kia bổ sung thêm một khi các ngươi nhận nhiệm vụ thì côn lôn sẽ phát rộng rãi nhiệm vụ sư môn để cho các đệ tử lựa chọn bên nào hoàn thành trước thì bên kia sẽ bị coi là thất bại. Khi có bên nào thành công rồi, thì ba ngày sau huyễn minh giới sẽ tiếp cận côn lôn. Khoan, đường hoa dơ tay, chẳng phải ta đã được nhận nhiệm vụ đi đàm phán sao? Vạn nhất mà ta có thể thương lượng được, rồi chủ tướng bên yêu đưa đá cho côn lôn thì sao? Hậu quả cũng như nhau thôi, ở khoảnh khắc trước khi côn lôn phi thăng, thì cửu thiên huyền nữ vẫn sẽ xuất trận. Lẽ nào các ngươi còn chưa biết sao? Cửu Thiên Huyền Nữ đâu có thèm để ý đến chuyện người và yêu đại chiến đâu. Nàng chỉ quan tâm xem ai dùng thủ đoạn gì để thành tiên thôi, nếu không thì 19 năm trước đã lò đầu ra rồi. Đường Hoa hơi hơi cân nhắc khoảng 2 giây, xong thì đập tay, chết Côn Lôn chứ có chết Thục Sơn đâu, ta sẽ đi xử lý Cửu Thiên Huyền Nữ. Sương Vũ nghe được lời này của Đường Hoa thì hít vào một luồng khí lạnh. Đúng a, à. người ta là bên Thục Sơn mà, Côn Lôn mình có chết hay sống thì đâu có liên can chi đến người ta đâu nhưng mình thì lại không phải vậy. Vạn nhất chọn đối kháng mà bị đánh bại thì toàn thể môn phái cũng phải vạn lây theo. Còn nếu chọn điều thứ hai, thì cho dù có thất bại, môn phái cũng không bị trừng phạt, thêm nữa là còn được mức lợi ích bằng với khi chọn lựa chọn thứ nhất nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng nói, gia tử, ta thấy việc này có lẽ phải hỏi thăm ý của Huy Hoàng đã. Thôi cho em xin, chỗ này đâu có thể gửi tin hay là nói chuyện trong kênh băng hội đâu. Rốt. Sương Vũ lấy giấy bút ra, viết sự tình một cách đại khái, rồi sau đó ném một thanh phi kiếm truyền nó đi. Phi kiếm truyền thư ngay cả đang bế quan cũng có thể tìm đến được mà, trừ phi là không còn ở trên nhân gian nữa, chứ nếu không thì bất cứ cái hang cùng ngõ hẻm nào cũng đều có thể xài tốt. Mấy tiếng đồng hồ sau mới nhận được thư trả lời của Huy Hoàng, rất hiển nhiên là Huy Hoàng cũng đã phải cân nhắc lâu lắm. Chạm yêu trừ ma, về chính đạo vốn chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Gia tử, người đã từng xem phim người trong giang hồ thì có phải rất đồng tình với tao ngộ của nhân vật chính không có khi nào ngươi vui mừng vì sự vui mừng của nhân vật chính không nhưng đen là đen mà trắng là trắng không thể phủ nhận rằng trịnh hạo nam luôn luôn có nghĩa khí với lại hắn không hề khi nhỏ hiếp yếu nhưng mà dù sao hắn cũng là xã hội đen đối với những người thiện lương thì hắn chính là rác rưởi hắn là đồ lưu manh đây tuy chỉ là một trò chơi nhưng cũng phải có lập trường của bản thân mình có lẽ chúng ta có thể ước thúc được bên người không đánh bên yêu nhưng chúng ta có thể nào ước thúc bên yêu không đánh bên người không chúng ta là người chúng ta không thể đi cầu xin lòng nhân từ của bên yêu hay là bên thần được gia tử ta nói như vậy hẳn là đã rõ ràng rồi chứ côn lôn nếu phải chết thì sẽ cùng nhau chết chúng ta sẽ không sợ yêu hay là sợ thần thân là đệ tử côn lôn thì trợ giúp cho côn lôn phi thăng chính là nghĩa vụ cơ bản của chúng ta gia tử người đàm phán được thì cứ đàm phán không được cũng đừng ngại chúng ta không ngán yêu giới ý chí của chúng nhân côn lôn như thành đồng đừng nói là cựu thiên huyền nữ đến đây cho dù là tây vương mẫu có mang mười vạn thiên binh đến chúng ta cũng chơi cùng lắm thì chúng ta lại luyện lại từ tân thủ thôn một lần nữa thôi đường hoa xem thư xong thì cảm thán ta vẫn luôn cho rằng huy hoàng là một người bình hòa không ngờ người bình hòa thì tất nhiên là những người chấp nhất rồi người kia nói hắn vẫn luôn luôn kiên trì lập trường của chính mình cho dù là đúng hay sai thì trong lòng vẫn luôn bảo trì dũng khí vô hạn thực ra mà nói thì trong việc này nào có ai đúng ai sai đâu mấu chốt chính là mặt trận mà ngươi đang ở thôi nói thật ta rất bội phục người tên huy hoàng này đấy mặc dù ta cũng phản đối việc người và yêu khai chiến yên tâm đường hoa nhận nhiệm vụ xong thì nói có ta đây thì chưa chắc gì người và yêu sẽ khai chiến đâu nhưng mà người và thần khai chiến thì chắc rồi. Sẵn tiện cho ta hỏi một câu, cái bà cửu thiên huyền nữ này mà đánh với tôn ngộ không thì ai sẽ thắng? Ha ha ha, ta chỉ có thể nói với người thế này, ở thiên cung thì người đánh ngon cũng không nhiều đâu, có điều cũng đủ để đối phó với cô lôn đấy. Ta tiết lộ cho ngươi một cái bí mật nho nhỏ đây, tay đấm số một của bọn họ từng có giao tình thâm hậu với phái thục sơn các ngươi đấy. Nếu như ngươi có thể tìm được người này thì, khu, đã nói nhiều quá rồi. Chúc mừng hai vị đã qua ải. Chào nhé. Chương 85, Ma Tôn Quang kỳ hàn đổ, toa la quả, côn lân chính là ba loại hàn khí mà đường hoa cùng toàn thể côn cô lôn phải đi tìm. Trí tuệ của quần chúng là vô hạn, cho nên gia tử anh Minh đẹp trai đã đề ra kế hoạch tác chiến vĩ đại cho chúng đệ tử côn cô lôn thi hành. Trước tiên cứ đi tìm hàn khí đã, nhưng tìm được đủ hết rồi thì đừng vội giải băng cho huyền tiêu, Chờ đến khi nào cảm thấy ổn rồi thì mới huyết còi gọi người tới, tụ tập cho đủ mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn người, thậm chí cả mấy triệu người cùng nhau đánh hội đồng cửu thiên huyền nữ cho đã. Đừng nói là cửu thiên huyền nữ, đến lúc đó cho dù là chư thần chúng Phật cùng nhau đi ra chỉ sợ cũng chịu không thấu. Nên biết rằng chỉ mấy chục ngàn người chơi thì không có gì đáng sợ, nhưng mà mấy chục ngàn người chơi cấp tán tiên thì khủng khiếp lắm. Ngặt nỗi muốn kiếm được nhiều người như vậy giúp mình phải đâu chuyện dễ đầu tiên phải chắc chắn tìm trong mớ bạn bè của mình. Cơ mà chỉ hai mươi mấy cái mạng thì giao du có rộng hơn nữa cũng cùng lắm tụ được chừng trăm tên cao thủ là biết rồi, với lại chắc gì người ta chịu đến giúp chớ. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có một cách thôi, gia nhập bang hội, rồi thỏa thuận điều kiện với thủ lãnh của bang hội nhằm vận dụng lực lượng của bang hội đi giúp mình làm nhiệm vụ một lần. Mà ở trong côn lôn, thì có tư cách thỏa thuận điều kiện như thế chỉ có độc hai người. Một người, là người được tuệ nhãn của thư sinh ngắm tới huy hoàng, còn người kia là Sương Vũ. Song sư hạo nhiên ngắm tới Sương Vũ đã không phải là chuyện ngày một ngày hai rồi. Hắn không giống như nhất kiếm cầu bại có thư sinh bên người, bên người nhất kiếm cầu bại có không ít người giúp đỡ, nhưng vẫn chưa tìm ra được nhân tài có thể cáng đáng một phương. Hai người này vốn không có ý định gia nhập bang hội, nhưng nhìn thấy độ hung hiểm của nhiệm vụ này, cũng đã rõ bây giờ chỉ còn có một con đường như thế có thể đi. côn luôn ít người, dễ dàng đoàn kết trên dưới một lòng nên không ít đệ tử chưa có bang hội đều tỏ ý sẽ tìm những bang hội loại trung loại nhỏ nào đó đặng gia nhập công việc tìm kiếm ba loại hàn khí chủ yếu là từ bọn côn lôn phụ trách còn nhiệm vụ của đường hoa là moi ra tay đấm số một nào đó mà người đàn ông kia nói đến vị sư huynh này tiểu đệ đây có lễ xin hỏi huynh có biết người mạnh nhất thiên cung là ai không đường hoa vừa trở lại thục sơn là đã bắt đầu hỏi thăm mọi nơi ngay không biết không biết cơ hồ toàn bộ mọi người đều lắc đầu. Nhưng đường hoa vẫn cứ căn cứ theo nguyên tắc không buông không bỏ đi hỏi hết mọi nở PC trong thục sơn. Ngay cả bác gái trong nhà bếp cũng không tha, vị sư tỷ này, tỷ có biết người nào mạnh nhất mà lại có quan hệ với thục sơn ta không? Không ngờ bác gái vẫn là bác gái, ít nhiều gì cũng đã ở thục sơn biết bao nhiêu năm rồi, tức thì thần thần bí bí hồi đáp, biết. Ai à? Đường hoa mừng rỡ, là trưởng môn, ta hai mươi, Đường Hoa ói ra một bụng máu, hỏi tiếp, vậy còn người nào đứng thứ hai? Nghe nói là một tên tán nhân tên Đông Phương Gia Tử. Bái bai, cuối cùng cũng đành phải hỏi đến trưởng môn thôi. Thông thường thì mọi người thuộc sơn chẳng ai thích hỏi chuyện với trưởng môn cả, bởi vì cho dù người có hỏi gì, ông ta cũng mặc xác. Người tìm hắn làm gì? Rất dị thường, trưởng môn mở mắt ra. Chuyện là như vậy. Đường Hoa nói rất kỹ càng tỉ mỉ về chuyện cửu thiên huyền nữ đang mưu toan khai chiến với toàn thể mọi người tu tiên. Có thể nói là ngoại trừ chuyện bọn người chơi sẽ oánh với bà ta là thật, còn lại đều dốc giáo. Trưởng môn nhẹ nhàng than một hơi, người mà Đường Hoa nhắc tới chính là người mà ông ta mong nhớ thứ hai. Hắn là tiểu huynh đệ của ta, tuy không phải là đệ tử của Thục Sơn, nhưng cũng đã tập được phương pháp thổ nạp của Thục Sơn. Ông ta đang ở đâu? Đường Hoa hưng phấn hỏi trưởng môn lắc đầu nếu như ở vào ba ngàn năm trước thì tất nhiên cựu thiên huyền nữ chẳng phải là đối thủ của hắn ta nhưng hiện giờ hắn chỉ còn là một người thường cho dù có khôi phục được ký ức của kiếp trước đi nữa thì trung quy cũng không thể đột phá cực hạn được giống như ngươi vậy ngươi là tán nhân ngươi đã đột phá cảnh giới thì tất nhiên đã cao hơn người phàm một đẳng rồi giờ đây trong phàm trần có lẽ hắn cũng là một cao thủ đấy khả năng có thể chế phục được tiên ma phổ thông có điều bắt hắn lấy xác phàm đi đò với với cửu thiên huyền nữ thì chẳng khác nào bắt bỏ ngựa đi cản xe cả chỉ tự tìm chết thôi đường hoa lập tức cúi đầu ỉu xỉu chết tiệt npc côn lôn toàn là thứ gạt người trưởng môn tựa như nhìn thấu suy nghĩ của đường hoa vậy ông ta ngẫm ngẫm một lúc xong lại nói có lẽ người mà người kia nói đến là kẻ khác đấy ai ma tôn trọng lâu có điều tuy giao tình giữa hắn với thục sơn thâm hậu là thật nhưng không phải là hướng hòa hảo đâu. Ngược lại hắn còn hận không dẹp yên được phái Thục Sơn ta kia kìa. Ngươi là một tên đệ tử Thục Sơn, đừng nói là gặp được hắn khó hơn lên trời. Cho dù có gặp được, mà báo ra tên môn phái thì hắn không giết người cũng không đời nào chịu hỗ trợ đâu. Trưởng môn, Thục Sơn ta còn chọc phải một kẻ như vậy á. Đường hoa choáng váng, côn lôn người ta nhân số khoảng hai chục người đi trêu cửu thiên huyền nữ đã là ngày ngày bất an, mà Thục Sơn bây giờ ngon hơn, người chỉ có năm mà đi chiêu với ma tôn lận, ma tôn là cái gì chớ? giả dụ mình có vượt được ma kiếp thứ hai thì cũng chỉ mới được xưng là thiên ma thục sơn thôi, qua được ma kiếp thứ ba mới là ma tôn thục sơn. có điều tới đó vẫn chỉ là ma tôn của một phái, trong khi người ta là ma tôn của toàn bộ thiên hạ lận. trưởng môn lắc đầu, ân ân oán oán, nào có thể nói cho rõ ràng? tuy ma tôn hắn hận thục sơn ta đến thấu xương. Nhưng nếu Thục Sơn ta gặp chuyện thì hắn cũng không ngồi yên mặc kệ đâu. Cái này là dây mơ dễ má thế nào ấy nhỉ? Đường Hoa hết sức buồn bực, đều vì chữ tình thôi. Trưởng môn nhắm mắt lại, nói, muốn gặp được ma tôn thì hoặc là phải đánh đổ tòa yêu tháp tìm chết, còn không thì phải đến Giang Nam tìm một phú hào họ cạnh. Muốn nhờ phú hào này hỗ trợ thì nhất định phải thuyết phục được vợ của hắn trước. Ta chỉ nói đến đây thôi, người đi đi. Vâng. Đúng rồi trưởng môn, sẵn tiện cho đệ tử hỏi một câu ngài có pháp khí nào để độ ma kiếp thứ hai không trưởng môn cười khổ tiên thể của ta là nhờ người ta mới có được đấy chứ chưa bao giờ vọng tưởng qua tiên kiếp thứ hai cả nói chi là ma kiếp nếu như ngươi có duyên gặp được ma tôn thì nhờ hắn chỉ điểm ngươi một hai thứ vậy có qua ma kiếp thứ hai cũng không khó được rồi ngươi đi đi giang nam giang nam lớn chừng túm lại là lớn lắm đã vừa tìm người lại còn phải dỗ bà xã người ta trước nữa. Thôi vậy, thôi vậy. Đường hoa than một hơi, dù sao thì ba loại hàn khí còn chưa tới tay nhanh vậy đâu, chuyện này cứ từ từ tính. Còn chuyện hẹn ở hàm đan thì mình tới không kịp là cái chắc. Nhưng không sao đâu, tính cách của mặc tinh dễ dụ lắm, chẳng đến nỗi sẽ nổi giận với mình đâu. Xem trái xem phải không còn chuyện gì nữa, đường hoa quyết định bắt đầu chuyến mạo hiểm vĩ đại của mình đi BNDNG. Thực ra quyết định này đã sớm nảy sinh rồi, nhưng hắn vẫn định là đến cấp 50 mới đi. Có điều bây giờ nhìn lại công đức của mình thì thiệt là không nên ở lại những nơi đông người nữa. Mà điều trọng yếu nhất đó là phá toái từng mơ hồ nghe nở PC nói BN DNG có Long Vương đang tạo phản. Nếu đánh chết được lính lác hoặc đầu mục cũng đều có thể đạt được công đức. Điểm công đức âm vẫn luôn là cái búa treo trên đỉnh đầu của đường hoa, lúc nào cũng có khả năng rớt xuống. Khác với chính kiếp, mà kiếp nhất định phải tìm được phương pháp để qua chứ nếu không cứ ngang ngạnh chống cự là gần như không còn cơ hội sống. Hiện giờ phương diện môn phái đã không trông cậy được rồi, mình đành phải đi những nơi khỉ ho cò gáy để tìm cơ duyên vậy. Tổng lại bây giờ BNDNG chính là lựa chọn tốt nhất, vừa nhân tiện đánh kiếm công đức, mà một khi tìm được phương pháp độ kiếp rồi thì đừng nói là khởi động ma kiếp thứ hai. Chứ ma kiếp thứ ba cũng vậy, chỉ cần siêng năng cần cù giết người, kiếm điểm âm công đức là điều đơn giản. Lần này rời bến mạo hiểm, vốn đường hoa hy vọng chỉ một mình mình đi, bởi vì hắn cũng không biết là sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, cho nên không tất yếu phải kéo người khác chết chung với mình. Nhưng chẳng ngờ hắn vừa đến một chấn nhỏ ven bi để bổ cấp thì lại đụng phải một người quen. chương 86, Ba Xà Người quen, hai đôi mắt dõi lại nhìn nhau, nhìn giáp như một quán phụ triền miên, nhìn ất như một người đàn ông bội bạc. Người đó, sao người đó lại đến đây? Người đó, sao người đó lại ở nơi này? Là ý trời không thể xoay chuyển, hay là một lời ước hẹn từ sâu thẳm xa xôi? Bỗng chốc, hai người mê mang. Y cha cha, đây chẳng phải là lang ca sao? Đường hoa cảm thán trong lòng, thiệt là dẫm phải phân A. À. Cút xéo, đừng qua đây. Sát phá lang 100% cảnh giác ngó chừng đường hoa. Sự thật là chỉ cần mình làm chuyện gì có dính dáng đến đường hoa thì 99% đều bất lợi. Đừng khẩn trương, sao ngươi lại chạy đến nơi này vậy? Lẽ nào định ra khơi? Can gì đến ngươi? Ra biển làm gì? Đụng phải sự vồn vã nhiệt thành của đường hoa, sát phá lang đành cân nhắc một hồi, cuối cùng quyết định là mình nên đáp đi, để tống khứ thằng này cho yên chuyện, tìm kiếm. Kiếm gì? Tiền kiếm? Tiền kiếm gì? Tiền kiếm tứ dai? À, phải rồi, ngươi định thăng cấp mà kiếm mà. Ủa, chứ không phải ngươi đã có một cây rồi sao? đường hoa sẵn miệng quăng ra một câu rất đáng chặt. Quả nhiên sát phá lang nghe tới đây thì nghiến răng nghiến lợi, cây đó đã bị một thằng tiểu nhân đê tiện lửa mất rồi. Không đúng. Lúc đó ta tiêu tiền mua mà. Đường hoa sực tỉnh lại, nổi giận ngay. Năm trăm mua một cây tiên kiếm tứ giai khác nào ngươi đi cướp. Sát phá lang xuất hiện ở nơi đây chẳng phải là ngẫu nhiên, mục đích của hắn rất đơn giản, đó là kiếm tiên kiếm trong đất liền thì dù là boss hình người cũng chỉ có khả năng rất thấp rất tiên kiếm, còn trong tứ đại cấm địa, đại tuyết sơn, BNDNG, Nam Cương, thập vạn đại sơn, thì xác suất đó lớn hơn rất nhiều. Có điều vành ngoài của đại tuyết sơn đa phần là rớt phi kiếm tam giai, chẳng có bao nhiêu tác dụng cho sát phá lang. Còn vành ngoài của BNDNG có rớt cả phi kiếm tứ, ngũ, lục giai, tất nhiên chính là sự lựa chọn hàng đầu của hắn. Ở đây đầu mục nhỏ boss nhỏ cũng có khả năng sẽ rớt tiên kiếm. Hơn nữa khác với Trung Nguyên là bốn cấm địa này chưa có người nào xúc phát được nhiệm vụ cả. Cho nên chúng có thể coi như là thiên đường của những kẻ mạo hiểm. Đường Hòa đã đại khái hiểu được ý đồ của sát phá lang. Hắn bắt buộc bản thân mình phải ấy náy một giây, xong rồi nói, không thì, đi cùng đi. Rớt tiền kiếm tứ dai thì sẽ thuộc về ngươi thanh tiền kiếm tứ giai kia của sát phá lang là do hắn ăn dầm nằm rể hết nửa tháng trong bi nở dng mới có được cô độc thì hắn không ngại nhưng tình hình lúc đó thật sự quá hung hiểm đến nỗi đến giờ lòng hắn vẫn còn tràn đầy nỗi khiếp sợ có một cao thủ như đường hoa đi theo hỗ trợ thì đương nhiên là tốt có điều đối với nhân phẩm của đường hoa hắn thủy chung cho rằng là thấp kém khi hợp tác với người như thế thì phải tùy thời cảnh giác chuyện mình bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền. Đường Hoa nhìn sát Phá Lang rất không hài lòng, thân là một đại nam nhân mà sau khi phải chọn lựa vấn đề dễ dàng như thế còn phải bồi hồi hết nửa phút chưa trả lời mình nữa. Có thể, nhưng ta phải làm đội trưởng, cái này mới là quan trọng, ít nhất thì cũng có thể tránh cho lúc tiên kiếm rớt ra thì đột nhiên phát hiện mình không còn nằm trong đội ngũ nữa. Không sao không sao. Thực ra ý đồ chân chính của Đường Hoa chính là kiếm người dẫn đường, tiên kiếm tứ giai thì thiệt hắn chẳng mon men gì trong bọc của hắn còn thanh tiên kiếm lục giai kia kìa, có điều chưa thèm đem ra khoe mà thôi. Cái gì? Ngươi còn chưa có tị thủy quyết. Vừa khởi hành thì sát phá lang đã bị đường hoa làm nộ khí sung thiên. Bây giờ hắn đã biết được cái gì gọi là dũng khí của cao thủ rồi. Không có lấy nửa phần năng lực tác chiến trong nước mà dám mò vào bin để lăn lộn cơ đấy. Nhưng thấy đường hoa u u mê mê thì sát phá lang vẫn đành phải lên lớp cho hắn một chặp. BN, ĐN, G có sâu không? Đường Hoa liếc nhìn sát phá lang như xem một thằng rốt. Người, người đứng ở trên phi kiếm đánh quái, quái chúng nó chỉ cần lặn một cái vào trong nước thì ngươi đánh bằng cái địch gì? Ngươi định chờ cho chúng nó nổi lên, hay là định dùng cần câu câu chúng lên phòng? Cái này, đúng thật là vấn đề khó đấy. Đường Hoa vậy mà đã quên mất tâm rằng quái cũng biết chạy trốn đấy. Ngay cả trong trung nguyên thì lũ đầu mục nhỏ cũng đã trâu máu rồi. Muốn miễu sát cũng là cả một vấn đề, càng huống chi là những tên đầu mục nhỏ trong cấm địa, vậy phải mẩn răng. Đi đánh kiếm một bản chứ sao? Sát phá lang than một hơi rồi đáp. Quái có rất tị thủy quyết chính là đầu mục tinh anh trên bờ biển, đẳng cấp không cao, chỉ chừng ba chục. Nhưng mà đã được gọi là đầu mục, thì tất nhiên là phải có một đống đàn em rồi. Hơn nữa đây lại còn là đầu mục nơi cấm địa nữa, càng khó giải quyết hơn. Từ tên đầu mục này, đường hoa đã biết được sự khó khăn trong hành trình BNDNG của mình hắn và sát phá lang cùng vây bắt một con cua, tên của nó là tướng quân cua. Tướng quân cua không những có máu dày, mà phòng ngự lại cao, hơn nữa thủ đoạn công kích lại phong phú đa dạng. Hai cái kìm có thể bắn dài ra mười trượng để kẹp kẻ thú đằng xa, rồi lại còn có thể làm cho bờ cát dậy sóng nữa. Nhưng mà điều đáng ghét đáng ghét nhất đó là khi hắn muốn chịu không nổi nữa thì sẽ hô hào một tiếng. Thế là nguyện đống đàn em đang trồm hồm xem náo nhiệt sẽ cắm đầu lao lên. Còn hắn thì tranh thủ nhanh chân chui vào biển. Vừa vào trong biển thì máu của hắn lại bắt đầu hồi phục. Chờ người ta thanh lý sạch sẽ xong lũ đàn em thì hắn cũng đã dồi dào khỏe mạnh lại rồi. Nhưng mà có hung hãn đến mấy cũng chẳng hung hãn bằng sát phá lang. Thằng này nhờ vào tiên kiếm hộ thân, không thèm để ý đến công kích của lũ ớt giáp, cứ ngắm chết tướng quân cua mà đánh thẳng. Cuối cùng lại còn nhân kiếm hợp nhất bắn vào trong biển, lụm một bản tị thủy quyết đi ra. Tị thủy quyết liên tục tiêu hao pháp lực thì có thể tự do hành động trong nước với tốc độ bằng một nửa tốc độ trên bờ đường hoa thử nghiệm một cái ta muội thì không thể sử dụng ở trong nước xét thì có thể xài được đấy nhưng lại bị giảm phân nửa tổn thương có thể giữ mức thương tổn hoàn toàn ở trong nước thì chỉ có hệ kim thôi cái gì còn có nước á không chơi với nước vì các quái vật bi G đều lấy thuộc tính nước làm chủ đấy kháng tính cao lắm trong trò chơi này không có cái thứ như là thủy áp chứ không long vương ở nơi sâu thế phòng trừng đã sớm thành con tép rồi. Ánh sáng dưới nước cũng rất tốt nên dù tầm nhìn bị giảm đi phân nửa cũng không cần phải xài đèn mỏ. Điều tồi tệ duy nhất bây giờ là đường hoa đã đánh chết không biết bao nhiêu cá tôm mà công đức vẫn chưa thèm tăng lên. Ba xà, hai người mới bay được nửa ngày thì phát hiện có một con rắn dài đến trăm trượng đang nhào lộn ở trên biển. Sát phá lang không nói nhì nhằng trực tiếp quăng ra một tờ bùa giám định trị giá hai kim ra, lập tức có tin tức ngay. Đừng có thấy tin tức chỉ đơn giản thế, nó đã đủ để thuyết minh rằng cái thứ này chính là mục tiêu của hai người đấy. Ba xà nuốt voi, ví như lòng tham của con người là vô tận. Trong truyền thuyết, bởi vì ba xà ăn thịt người nên hoàng đế đã phái hậu nghệ đi đánh chết nó. Hậu nghệ trước tiên dùng tên bắn nó, sau đó mới đuổi theo nó mãi đến nơi phương Tây xa xôi, chém nó làm hai đoạn thi thể của ba xà biến thành một gò núi, hiện giờ còn xưng là ba lăng. Lại có lời truyền rằng hậu nghệ là người thời nghiêu, đường hoa vừa định ra tay oanh tạc thì đột nhiên thấy con ba xà kia uốn mình một cái, cái đầu to như một trái núi mở miệng ra táp tới hai người. Sát phá lang vội vàng khởi động loạn ảnh hàng ma kiếm, nhưng không ngờ tuy ba xà có bị thương, nhưng thế lao đến vẫn không giảm. Mắt thấy miệng rắn to vật vã đã táp đến, đầu rắn che khuất cả ánh mặt trời. Đường Hoa vội lấy một tờ ngân phiếu ra hô, "Anh bạn, bảo trọng nhé." Huynh đệ đi trước một bước đây. Sáp Phá Lang vẫn còn đang buồn bực chưa hiểu thì Đường Hoa đã biến mất tiêu, xuất hiện trở lại thì đã ở ngoài 20 thước rồi, đã thoát ly khỏi khu vực bị miệng rắn bao phủ. "Đệt, ta biết ngay là thằng này nó không biết nghĩa khí là gì mà." Sáp Phá Lang trong lòng vẫn còn kịp mắng chửi Đường Hoa, đồng thời nhân kiếm hợp nhất định lao ra, nhưng miệng rắn đã kịp khép lại rồi sát phá lang sắp phải bị nghiến vào cái hàm chắc chắn của nó và trở thành một con tép. Trên bầu trời, đường hoa lệ chạy ròng ròng, hai mươi kim cứ thế vỗ cánh bái bay rồi. Đến giờ còn chưa có thu vào được cái gì mà đã tiêu ra mất một khoản, có lẽ phải đi kiểm điểm lại nhân phẩm của mình mất. Nhưng than thở thì than thở, hắn vẫn không quên hóa đau thương thành động lực, nện thẳng một tia chớp vào chỗ bảy tấc của ba xà. Ba xà cũng là rắn, cho nên chỗ yếu hại bị đánh trúng một cái là giật này cả người, cái đuôi vung cho mặt biển xoáy thành một cái xoáy, sát phá lang cũng thừa cơ này lao ra được khỏi miệng nó. Ra khỏi miệng rắn rồi, sát phá lang nhìn qua bên đường hòa, trong lòng cảm thấy áy náy vạn phần vì những lời mắng chửi vừa rồi. Thực ra người này cũng không phải là tồi tệ hết thuốc chữa, dù sao chỉ cần con là con người thì cũng sẽ có lúc lóe lên tia chớp mà. Con sói nhỏ bé thiện lương trong thời khắc này đã quên đi vết thương mà con dê con từng gây ra cho nó. Chương 87, nước thị nhân, đừng có thấy nhiều trò chơi đưa ba xà ra làm tiểu binh mà bé cái nhầm. Ba xà chân chính cho dù không được coi là thượng cổ dị thú thì cũng phải là thượng cổ cầm thú đấy. Chính từ trong truyền thuyết cũng có thể thấy, hậu nghệ người ta xoẹt xoẹt là chín kia mặt trời tanh bành, thế mà ba xà chúng tên của hắn vẫn còn có sức chạy trốn. Chưa nói đến lực công kích của nó có bao cao, chứ cái lực phòng ngự kiểu này phải gọi là biến thái, nên nhớ rằng mặt trời cách trái đất là xanh, im, sát phá lang kiếm được kiếm không xuất ra mục đích là để tích xúc nộ khí. Kiếm nào kiếm nấy chém đều trúng chỗ bảy tấc hết, có điều hiệu quả thì tệ đến mức làm cho người ta toát mồ hôi hột. Bởi vì cấp bậc của ma kiếm thấp mà, phải chi hiện tại nó là tứ giai thì... Nghĩ đến đây, sát phá lang lại chịu không nổi ai oán nhìn qua đường hoa. Nếu không phải do tên khốn nạn này thì giờ đây mình đã rèn xong ma kiếm đánh cướp tứ xứ rồi, tội gì phải cùng rời bến với một thằng được đâu. Còn đường hoa bên kia thì cũng thở vắn than dài cầu nguyện không thôi. Xà ca à, ngài trở về trong biển đi thôi. Ngài không đi thì ta cũng khó mà bỏ sĩ diện để đi lắm ha. Ta đi thì chẳng bằng ngài đi. Thôi thì cứ đi đi, đi đi. Làm rắn cũng phải học được lúc nào nên khôn lớn chứ. Hắn cũng đang gặp phiền phức về phẩm cấp. Tuy thiên lôi đã tới cấp 3 rồi, nhưng bản thân nó cũng chỉ là pháp thuật tiến dài, cho nên không thể cưỡng chế đột phá về mặt uy lực được. Mà tiên thuật thì vẫn còn ở đẳng cấp quá thấp, chỉ tầng 38, bằng với đẳng cấp của mình mà thôi. Mà vẫn phải nói, con rắn này tinh minh thật, vừa thấy tiên thuật đánh ra là lặn xuống nước nửa thước ngay. Lúc đó liệt diễm nhiên lôi của đường hoa chỉ còn lại có sét, thế nên uy lực bị trừ thê thảm hơn là chỉ 50% bình thường. Cứ cù cư như thế này, chi bằng mình thỉnh ông rắn đi cho nhẹ nợ, như thế mình cũng có sĩ diện mà rời đi. Bởi lẽ mình đâu phải chỉ một cá nhân đâu mà nói trốn là trốn, mình còn phải đề phòng tên tiểu nhân nào đó nó phỉ báng nữa. Nhân kiếm hợp nhất đây đã là lần hợp nhất thứ ba của sát phá lang sau khi trải qua một trận cù cưa dai dẳng bà xà cũng đã có mệt mỏi hơn sóng nước bị quấy lên đã không còn mãnh liệt như hồi đầu nữa nhưng đến bây giờ hai người chơi lại thành bực bội sao đến nhường này rồi mà nó còn chưa chạy trốn đối với vấn đề này sát phá lang đưa ra lời giải thích của chính mình theo phân tích về góc độ sinh vật của hắn thì rắn là loài sinh vật không thể hoàn toàn lặn lâu dưới nước đường hoa nghe được lời giải thích đó thì khịt mũi khinh thường theo như góc độ sinh vật mà nói thì theo góc độ sinh vật mà nói thì thời gian lâu như vậy đừng nói một con rắn cho dù là ân con rắn cũng đã bị mình thiêu thành cám cả rồi tuy bực bội thì bực bội nhưng đường lang cũng chẳng phải là hạng tay mềm hai người cứ một kiếm một điện tra tấn con rắn khổng lồ này đang mắt thấy chỉ cần chừng một tiếng đồng hồ nữa thôi là có thể hốt xác nó ai rẻ dị biến lại nổi lên hàng vạn thanh trường mâu không sai đúng là hàng vạn thanh trường mâu đột nhiên phá tung mặt nước, bắn thẳng đến phía hai người. Trường mâu bố trí dày đặc như lưới nhện, mà sát phá lang và đường hoa thì giờ này giống như hai con ruồi giữa lưới vậy, sau mâu thì lại có mâu, liên tiếp bất tận. Ta 20. Biết rằng BNDNG biến thái, ai rẻ lại biến thái đến mức này, trận thế đây tuyệt đối phải vượt xa trận đại phong hôm nào của quân tần. Đường hoa lấy tờ ngân phiếu ra, do dự trong 0.001 giây, cuối cùng dứt khoát quăng trở lại vào túi càn khôn, rồi ôm đầu tránh ở sau lưng sát phá lan, đưa đến tình trạng một mình sát phá lan ngăn địch. Y, dù sao thì ngươi cũng phải liều một cái chứ. Sát phá lan hết biết phải nói gì, như vậy mà đã tước vũ khí đầu hàng. Nhưng bản thân sát phá lang cũng đang lâm vào tình cảnh có lòng mà không đủ sức, nộ khí của kiếm anh đã sử dụng hết mất rồi, chỉ còn cách thu hồi ma kiếm hộ thân mà thôi. Có điều ma kiếm dù sao cũng không phải là kim trung cháo, cho nên đối mặt với sự tiến công dày đặc như thế này. Sát phá lang cũng đã nghĩ đến phải kết thúc hành trình BNDNG của mình ở đây vậy. Quả nhiên là đi cùng thằng này chẳng bao giờ mình may mắn cả. Đến giờ phút cuối cùng, sát phá lang vẫn không quên chuyện phải rũ bỏ trách nhiệm. Nhưng không ngờ rằng, những thanh trường màu kia cũng không có công kích tới hai người, mà tất cả đều chỉ xẹt qua bên cạnh. Hai người đang còn chưa hiểu, thì nước biển ở tiền phương chợt bị quấy lên, rồi có một binh đoàn những cái gì đó trồi lên mặt nước vì sao lại là cái gì đó bởi vì những thứ này trên cơ bản có thể nói là người nhưng mà lại có những điểm đặc thù của cá nếu cần so sánh thì như vậy trên cơ sở là mỹ nhân ngư của bên đan mạch tăng thêm mang cá sau đó lại mang thêm bộ đồ vẩy cá chớp lòe lòe như thế là được chẳng qua không thể nào nói là bọn họ khó coi được mà ngược lại họ nam thì anh tuấn nữ thì mỹ lệ nguyên cả thầy kia binh đoàn mà xem qua không thấy có mấy ai xấu trai hơn mình cả đây là suy nghĩ trong lòng đường hoa. Một tên đầu lĩnh người cá mở miệng nói, các ngươi là ai? Vì sao lại đánh bị thương thần thú của nước thị nhân ta? Thần thú? Đường hoa cùng sát phá lang giật mình. Lẽ nào xém tí nữa mình đã xử lý vật cưng của người ta rồi hay sao? Sát phá lang đẩy đẩy lưng đường hoa. Xã giao không phải là phương diện mạnh của hắn. Đường hoa cũng không khách sáo. Ló người ra đáp, chúng ta là người. Còn chuyện vì sao lại đánh thần thú của các ngươi? thì bởi vì nó muốn ăn chúng ta đấy. Trả lời rất là chân thực chuẩn xác. Bắt lấy bọn họ, giao cho nữ vương xử lý. Cơ hội. Sát phá lang nói một tiếng trong kênh đội ngũ, đường hoa gật gật đầu quăng thước ra. Hai người phải nhún nhường là bởi vì hồi nãy trận hình người thị nhân đang hoàn chỉnh, mà lại có uy hiếp từ tầm tấn công xa. Chứ bây giờ có cơ hội tạo thành tình thế trong người có ta, trong ta có ngươi thì chưa chắc gì không thể sát ra một con đường máu được. Chính ngay lúc này, lại một người thị nhân trổi lên. Nữ vương có hỏi, các người tới BNDNG có chuyện gì? À, chúng ta nghe rằng Long Vương đang tạo phản, cho nên định đến bình định hắn. Chém gió xưa nay không chịu thuế. Người cá mới đến gật gật đầu, nữ vương có lời mời hai vị khách quý. Sát phá lang nói với đường hoa, cẩn thận bị lừa. Lừa cái rắm, có nhiệm vụ đấy. Đường hoa liếc khinh bỉ sát phá lang, người ta mà muốn giết mình thì quá đơn giản mà hồi nãy cũng đã đủ giết mình trăm lần rồi đấy tục ngữ có nói hào hớn cũng chịu không nổi nhiều người chẳng kể là trò chơi hay là hiện thực thì đánh hội đồng bao giờ cũng là nhất cứ là nhiều người thì chắc chắn phải có ưu thế người coi nước mỹ mạnh lắm phải không bởi vì người ta đi đánh đức triều tiên việt nam iraq không bao giờ đi một mình mà toàn kéo bè kéo lũ đi cả vì nước mỹ cũng biết rằng đánh solo là đồ đần chỉ có đánh hội đồng mới là vương đạo Thế mới nói nước Mỹ mới là nước hiểu sâu nhất thế nào là tinh túy của lưu manh du đãng. Rồi nhìn lại người Đức xem, Châu thì đúng là Châu thật đấy, nhưng mà lại đi lấy sức một người để đánh với một bầy, cuối cùng bị đánh tẻ le tét lét. Lặn xuống nước theo mấy người cá chừng trăm thước là đến được nước thị nhân. Nước thị nhân trông như là một thành thị dưới đáy biển thời viễn tưởng vậy, bao quanh nó là một màn khí bảo hộ khiến cho nước biển không thể thấm vào bên trong. Hoàng cung của nước ở nơi trung ương nhất, nhìn một cái thì có thể nhận ra ngay, bởi vì nó lớn hơn nhiều so với những nơi khác. Chắc là các độc giả đã từng nghe rằng phòng ngủ của lãnh đạo nước X có tới 100 mét vuông rồi chứ. Thế đó thôi, dấu hiệu tượng trưng cho thân phận mà, không sửa được. Nữ vương rất là xinh đẹp. Cái này đúng là nói thừa, vì người ở đây ai cũng đều đẹp cả. Đẹp đến nỗi nếu ở vào tình trạng trần chuồng thì chẳng nhận được ai là ai nữa. Mời ngồi, rồi mời uống trà. Xong thì nữ vương thuận tiện hỏi thăm phong thổ của Trung Nguyên, đồng thời cũng kể rằng bọn họ vốn cũng là người trên lục địa, bởi vì chiến tranh lan tràn mà bất đắc dĩ phải chạy tới BNDNG. Thời may gặp được hai vị tiên nhân, nên không những đã có nơi ở, mà còn được tiên nhân dùng pháp khí khiến cho bọn họ trẻ mãi không già. Nói đến đây thì bắt đầu tới nhiệm vụ. Bối cảnh của nhiệm vụ cũng không tính gì là mới, đó là bọn họ vốn đang sống một cuộc sống tốt đẹp yên lành, thì đột nhiên Long Vương BNDNG tạo phản Long Vương có 9 tên đại tướng quân thủ hạ, chia nhau ra chú ở các góc BNDNG. Tên ở gần nước thị nhân nhất là một con rồng đen, chỉ có điều con rồng đen này có chút không phúc hậu. Không những không thèm đoàn kết lại những lực lượng nào có thể đoàn kết được, mà còn cứ bắt gặp người thị nhân nào là sẽ ăn ngay. Nguyên nhân rất đơn giản, vì có thể dưỡng nhan không giả. Nhiệm vụ rất đơn giản, xử lý con hắc long vương. Nhưng nữ vương ngàn dặn vạn khuyên, đừng nên đừng nên đừng nên chạm vào một cái con dấu ở trên vách tường cung điện của con rồng kia. Nếu không thì cả nước thị nhân lẫn con rồng này đều phải chết hết. Trường 88, Sự lương thiện của sói. Cô ta đòi chúng ta đi giết rồng đấy. Sát phá lang ngoẹo đầu bảo là Hắc Long Vương. Đường hoa chữa lại. Hai người đã từng thấy qua uy lực của Giao Long rồi. Dưới sự vây công của cả mấy ngàn người mà nó vẫn còn sừng sững tung hoành được chứ đừng nói chi là rồng thật sự, hơn nữa lại còn là Long Vương nữa chứ. Ngoài ra còn phải nói cho rõ cái này, con dao Long ở Thái Sơn kia chỉ là hàng Trung Nguyên, mà con Long Vương này lại là đặc sản của cấm địa, hai con là hai tầng trời khác nhau. Bây giờ thì Đường Hoa đã hiểu rồi, có lẽ chính vì câu nói thổi phồng của mình đã khiến cho mình chọc phải nhiệm vụ khó khăn như vậy. Hắn đang thắc mắc không biết ai mới là người thật sự đảm nhận nhiệm vụ này. Người nói xem nếu bọn ta không chịu làm, thì bọn họ có trở mặt hay không? sát phá lang hỏi. Địa bàn nhà người ta, thì người ta sẽ làm chủ mà. Vạn nhất mà người ta trở mặt bắt lỗi ngươi chuyện đả thương ba xà thì quả là phiền lớn, không chừng lại phải máu nhuộm nước thị nhân mất. Không đâu, bởi vì chúng ta sẽ phải nhận. Đường hòa thấy sát phá lang nghi hoặc thì giải thích, ngươi không có nghe cô ta nói gì sao. Không phải là không thể thịt được con rồng kia, chỉ cần có sách lược là được. Đó chính là phải động vào con dấu kia, động vào một cái thì rồng sẽ chết. Nhưng mà, Người thị nhân cũng sẽ bị chết à? Bọn họ là bà con của ngươi à? Không phải. Sát Phá Lang chảy một giọt mồ hôi. Vậy là bạn của ngươi hay là ân nhân cứu mạng của ngươi à? Cũng không phải. Sát Phá Lang rất là xấu hổ, thân là kẻ cướp đứng đầu như mình vậy mà động tới chuyện sinh tử của người ta lại lừng khừng như đàn bà thế này. Nhưng hắn lại cảm thấy rằng không phải là do lý do mình mềm lòng, mà chắc phải là do lý do khác có điều trong lúc nhất thời hắn không kịp biết là cái gì chỉ biết là dưới sự ép hỏi của đường hoa thì hắn cứ cảm thấy mình đuối lý bé người sao sao ấy thế đó cho nên điều quan trọng của nhiệm vụ lần này không phải ở chỗ có giết rồng hay không mà là có thể lấy được phần thưởng trước khi đi làm nhiệm vụ hay không ăn được đằng đông lại ăn được cả đằng tây vừa được đồ lại sẵn tiện giết rồng kiếm bảo thân là đội trưởng chắc là người sẽ không chối từ nhiệm vụ này đó chứ ta sát phá lang ấp úng cả nửa ngày nhưng cũng không thể nào nói câu ta ngại ra được ai bảo mình cứ sống chết đòi làm đội trưởng làm chi với lại từ đầu giờ vẫn luôn là đường hoa đối đáp với người ta mình mà không ra chút công gì đó thì chắc cũng mất mặt với đường hoa lắm bởi thế sát phá lang đành phải thầm nghiến răng bước lên nói với nữ vương cái cái kia cái kia sát phá lang thiệt không biết phải nên mở miệng nói gì trước giờ nào có cái chuyện chưa làm nhiệm vụ mà đã đòi phần thưởng đâu cái gì thế đội viên đường hoa nhìn thấy đội trưởng sát phá lang như thế thì đành phải thở dài nói nữ vương bệ hạ ý của đội trưởng ta là vậy dẫu sao chúng ta cũng đến từ trung nguyên cho nên chưa có chút kinh nghiệm tác chiến trong nước nào cả mà con rồng kia thì lại hung hãn vô cùng cho nên nếu như có thể có được thêm chút trang bị hoặc là chút kinh nghiệm để tăng cường sức mạnh thì mà không được thì có tiền thôi cũng tạm vậy tục ngữ có nói là tiền làm con người bạo gan mà với lại chúng ta đây cũng chưa có mua bảo hiểm thương tổn ngoài ý muốn nữa tuy chúng ta cũng biết là trong tâm có chính nghĩa thì sẽ có dũng khí vô cùng chắc chắn có thể chiến thắng tên long vương tạ ác kia nhưng mà có khích lệ thì cũng tốt hơn chứ ha ha ngài hiểu chứ cái này nữ vương có vẻ khó xử chưa bao giờ có tiền lệ này cả đó là do chúng ta chưa tới thôi bây giờ tới rồi đường hoa rất thẳng thắn và rất thành khẩn quy củ là không được phép phá hư. Nhưng thôi vậy đi, ta đang có một bản tị thủy quyết nằm ngoài phần thưởng của nhiệm vụ, có thể đưa cho hai vị được, hai vị xem xem. Đường hoa xứng người ba giây, song chân thành tha thiết nói, có lẽ nữ vương đang hiểu lầm đấy, bọn ta không phải là đệ tử của cái bang trong Trung Nguyên. Được rồi, được rồi. Sát phá lang đứng bên cạnh nói, có thì còn hơn là không có. Hắn thiệt là không dám nhìn đường hoa biểu diễn tiếp tục nữa đâu, xấu hổ lắm cho dù đối phương là NPC, nhưng cũng nên nhớ rằng mục đích hiện giờ của hai người chính là xử lý luôn cả mục tiêu nhiệm vụ lẫn người phát nhiệm vụ. Thế mà còn định vơ vét của nả nhà người ta trước khi đi nữa thì quả là chuyện ác tuyệt, mình trước giờ nào đã làm đâu. Được cái gì mà được chớ? Đường hoa nổi giận, thằng nhãi này, có việc gì thì cứ thương lượng trong kênh đội ngũ không được à? Sao lại cứ phải nói ra trước mặt người ta thế? Người đã nói ra như vậy, ta ra mặt có dày hơn tường thành cũng chả dám đòi tiếp rồi cứ vậy đi. Sát phá lang nhận lấy bản tị thủy quyết trong tay nữ vương rồi vứt cho đường hoa. Ngươi cứ cầm đi bán lấy tiền đi, ta không cần phần nào trong mớ tiền đó, được chưa? Đường hoa nhìn nhìn nữ vương rồi lại nhìn sát phá lang, than một hơi. Từ lúc nào mà thằng này đã có lòng nhân từ rồi vậy? Nguyên tắc là nên đối xử với bạn bè như mùa xuân ấm áp, đối với địch nhân phải tàn khốc như mùa đông, mà đối với người xa lạ thì phải luôn rút gần lột ra mới là tránh đạo mình đây tuy mấy khoản nợ đeo trên thân đã được huy hoàng gánh dùm cho, nhưng vấn đề là hiện giờ trong tay mình đang có hai cái kỹ năng đốt tiền đó. Cản khôn nhất độn thì mình đã có xài một lần, còn cản khôn nhất trịch thì ngay gan xài cũng không có. Cáo biệt nữ vương và cầm tờ bản đồ long cung của Hắc Long Vương xong, hai người liền xẹt ra ngoài. Cú xẹt này khiến cho sát phá lang kinh hãi vạn lần. Không ngờ tốc độ trong nước của đường hoa lại chẳng hề kém với tốc độ trên không trung chút nào cả mà hơn nữa mức tiêu hao pháp lực lại chẳng khác gì với khi bay trên không trung. Lẽ nào? Lẽ nào? Sát phá lang nghiến chặt răng ngăn cho mình không nghĩ tiếp nữa, nhưng sự thực thì hắn vẫn lờ mờ hiểu, cái bản tị thủy quyết mới lấy được không phải là hàng trong lục địa mà hắn từng học. Bất kể là tị thủy châu hay là hàng nào đó tương đương thì đều phải giảm đi một nửa tốc độ trong nước mới có thể hoạt động tự do được. Chứ còn hàng mà khiến cho mình hoạt động trong nước không khác gì trên không thì, nước mắt của sát phá lang sắp tuôn ra rồi có lẽ nào mình đã tự tay quăng một bản pháp quyết vô giá cho người ta mất rồi hay sao chẳng qua sát phá lang thủy trung vẫn còn chưa dám tin sự thực lại tàn khốc đến như thế cho nên hắn cẩn thận giả vờ thản nhiên hỏi đường hoa ta nói này ra tử có vẻ như ngươi không hề chịu hoàn cảnh trong nước ảnh hưởng có phải là do tác dụng của bản tị thủy quyết hồi nãy không vẫn cứ có vẻ vờ vờ vịt vịt sao ấy đúng vậy đường hoa quay đầu lại nghi hoặc nữ vương đưa cho mà, tất nhiên phải là hàng tốt chứ. Sao vậy? Không, ta chỉ tùy tiện hỏi chút thôi mà. Sát phá lang rất chấn tĩnh trả lời, xong lại nói, chậm chút với. Sát phá lang lúc này đột nhiên nhớ lại lời một bài hát, một bài hát mà có thể phản ánh lên tâm tình của mình lúc này, lại một người đi mãi, chắc không quay trở về. Tuy trường hợp không giống nhau cho lắm, nhưng nước mắt hối hận cũng đã ảo ảo như nước sông chảy xiết, rồi lại hóa thành nước biển mênh mông mất rồi ghi chú, nước biển khi trời bão. Sát phá lang thật hận không thể nhân kiếm hợp nhất băm thẳng đường hoa trước mặt một trăm lần, một trăm lần. Nhưng không thể ra tay được, một khi ra tay thì người ta sẽ bảo là mình hẹp hỏi, và một khi ra tay thì ngày sau còn biết giấu mặt nơi đâu. Thế là sát phá lang chỉ đành phải ngậm ngùi nuốt nước mắt mà hòa ái nói, từ từ, chậm chút với. Long cung thật quá đơn sơ, không có tên lính nào cả, cũng chẳng có ai trông cửa, chỉ có một cái bảng hiệu lẻ loi, mặt trên viết Hắc Long Vương Cung. Từ nơi sâu trong cung thỉnh thoảng truyền ra tiếng ngáy khò khẻ khi dài khi ngắn. Coi bộ con rồng này chả được lòng người lắm nhỉ? Sát phá lang nói, chính sự. Ừ, đường hoa và sát phá lang lần sờ đi vào bên trong. Tùy tùng không có, cung nữ cũng không. Chỉ có nơi sâu trong đại sảnh đang có một con rồng màu đen cuộn mình ngáy ngủ trên một cái ghế lớn mà nơi vách tường phía sau lưng nó là một cái thứ gì đó có hình dạng giống như là cái ấn, đang lóe ra ánh sáng mỏng manh. Ngươi đi dụ nó hay là ta dụ? Đường hoa ngó ngó con rồng, đầu không quay lại, hỏi. Sát phá lang cuối cùng đã rõ ràng vì sao lúc đó mình có cảm giác lưng khừng rồi. Hóa ra là do cái này. Đó là ai dụ rồng và ai lấy ấn. chương 89, ỉ kiếm khinh người. Vậy ta đi dụ phải không? Đường hoa trí công vô tư thấy sát phá lang mê mang như thế thì đành tự đứng ra đảm đương nhiệm vụ nguy hiểm nhất dụ rồng. Nhưng sát phá lang vẫn còn trầm tư. Người dụ à? Vạn nhất ta chạm vào ấn, rồng bị chết thì không nói. Nhưng cả tộc thị nhân cũng bị chết thì điểm công đức bị trừ là không thể nào nhỏ được. Diệt quốc, diệt chủng, phản ngư loại. Không đúng, là phản nhân loại. Cái tội này có khác nào tự tay mình diệt chủng hết những con gấu trúc ở trên thế giới đâu nếu mà làm ra loại chuyện như thế thì trời cao không thể nào mà không quản được, trừ phi người nước thị nhân đã từng làm trái với ý trời. Hoặc là mình có nhiệm vụ diệt trừ nước thị nhân tà ác trong người trước mới được. Mình khổ công cực nhọc mới kiếm được có mấy chục điểm công đức nơi tay. Vậy một khi chạm vào ấn có lẽ sẽ có khả năng khởi động được cả ma kiếp thứ hai luôn đó chứ nhỉ? Còn không thì ngươi đi dụ. Ta đi dụ. Ta đi dụ lại càng không xong. Dụ rồng thì chắc chắn sẽ phải thoát ly đội ngũ rồng mà chết rồi thì chẳng phải là mọi đồ tốt đều do một mình ngươi nhận hay sao y tị thủy quyết là của ngươi ấn cũng là của ngươi mà mấy thứ rồng rớt ra cũng là của ngươi vậy ta đến đây để làm cái gì ăn no rừng mỡ lại đi ra biển kiếm rồng chơi sao dối lắm a à? sát phá lang đau đầu lắm chuyện này lợi ích và nguy hiểm đều cùng tồn tại nếu muốn được lợi ích thì ngươi phải chấp nhận mạo hiểm bằng không thì ngươi chỉ có thể cầu nguyện cho đường hoa đột nhiên nổi dậy lương tâm chia những thứ đã rớt vào trong bao của hắn cho mình. Đường hoa có thể nào làm như vậy không? Không. Đây chính là đáp án chắc chắn của sát phá lang. Đường hoa có đối xử tốt với ai không thì không biết, chứ với mình thì không. Những lần dính dáng đến hắn không những không bòn rút được chút nào từ hầu bao của hắn, mà ngược lại còn bị hắn đánh phản, lấy mất vài thứ trong bao. Với chuyện bọn rút của người khác thì thằng nhãi này đã có tâm đắc lắm rồi. Cứ nhìn cái chuyện hắn moi móc của cải của nữ vương thì biết, mong người này chia của chỉ có nước sông chảy ngược hoặc là mặt trời mọc hướng tây chạm vào ấn độ khó thì thấp nhất nhưng mà lại khảo nghiệm lòng dũng cảm nhiều nhất dụ rồng độ nguy hiểm thấp nhất nhưng lại không có hồi báo thiên kiếp à nếu mà mình có thanh ma kiếm lục dài thì ma kiếp cũng không phải là bất khả kháng rồi có điều phải nói nếu mà không bị trừ công đức thì sao đầu tiên là một bản tị thủy quyết đã mất đi rồi bây giờ lẽ nào lại đưa đồ của boss cho hắn nữa anh hai, anh cân nhắc xong chưa? Đã một tiếng đồng hồ rồi đấy. Coi chừng người ta ngủ chưa xong thì bắt hai chúng ta làm mồi nhắm bây trừ. Đường hoa thiệt hữu khí vô lực. Hắn khác với sát phá lang, trong lòng hắn vẫn có tâm lý cầu may, vạn nhất mà không bị dính ma kiếp thứ hai thì sao? Còn việc sát phá lang lấy ấn xong có ăn hết đồ đạc không thì hắn lại không lo lắng, bởi vì hắn biết sát phá lang lương thiện. Như người ta nói là cầu phú quý giữa hiểm nguy, sát phá lang đành nghiến răng dậm chân nói tốc độ của ngươi nhanh, ngươi đi dụ rồng ta đi chạm ấn vậy. Được, đường hoa lén lén tiến lên thêm một chút, vừa đủ cho con rồng tiến vào tầm bắn của mình, sau đó phóng một tia chớp ra. Ồ, không không, đường hoa đâu thể nào mà đơn giản xuất tia chớp như vậy được. Chỉ thấy trước tiên hắn, thoát ly đội ngũ, sau đó tạc một tia chớp lên đỉnh đầu con rồng, cuối cùng là xoay người bỏ chạy, thằng chết toi. Một tia máu tươi chảy xuống từ kẽ răng của sát phá lang. Nếu bây giờ không có con rồng này ở đây thì hắn đã sâu đường hoa thành hổ lô đường rồi. Có ba cái nguyên tắc rất đổ như sau. Một, người công kích đầu tiên. Hai, người gây thương tổn cao nhất. Ba, kẻ đánh ra một kích cuối cùng. Sau khi thằng chết toi kia thoát ly đội ngũ thì đã chiếm mất hai cái trước rồi. Mình, sao mình lúc đó không nghĩ ra chiêu này vậy chứ? Báo hại hiện giờ mình đành phải gánh một mối nguy hiểm đồ sộ đi đặt cược vào một phần ba lợi ích còn lại vầy nè oan cho ta lắm à. Sát phá lang than thở một tiếng, nhưng mà cũng không thể phủ nhận rằng lựa chọn là do mình chọn, còn biện pháp là do người ta nghĩ ra mà. Cho nên mình cũng không có lý do gì để trách hắn gian trá cả. Ấn đã ở trước mặt của mình, có nên lấy hay không? Lấy, tựa hồ hồi báo chẳng bằng với sự nguy hiểm mà mình phải gánh chịu. Không lấy, thì chẳng có hồi báo nào cả. Bố chơi. Sát phá lang nghiến chặt răng chộp lấy cái Ấn, nhìn thoáng qua, tức khắc mừng rỡ. Hòa wow, ha ha, ai bảo rằng người thiện thì không có hảo báo chứ? Ai dám bảo rằng mình từng nhiều lần bị khi dễ thì? Không, từ giờ phút này trở đi, mình phải nói không với tất cả những thứ đó. Đông phương gia tử, cho dù ngươi có khôn lanh như ma, thì cũng phải có ngày đổ vỏ cho ta thôi. Ha ha ha, ngay cả một điểm công đức ta cũng không bị trừ đấy. Không động ấn, một trong mười đại thần khí thời thượng cổ, trên ấn có khắc tướng mạo của vua Nam Phương phân biệt là Quá Hạo, Viêm Đế, Thiếu Hạo, chuyên húc trưởng Quản Đông, Nam, Tây, Bắc, cùng với Hoàng đế nơi Trung ương, ngoài ra còn có những con rồng vàng rồng bạc uốn lượn chung quanh, nghe nói có thể giúp cho người ta bất lão bất tử. Trời cao à, đất dày à, đang có thiên sứ tỷ tỷ nào ngó đến ta vậy? Sát phá lang đang tưởng tượng trong lòng rằng đường hoa sẽ phải kinh ngạc, hối hận, đau khổ đến thế nào. Thoải mái quá, rốt cục cũng đã tới lúc chính mình nhếch mép vung đầu quăng đi ân kiều rồi. Sát phá lang đang nở một nụ cười mỹ mãn ngọt ngào thì đột nhiên lại cực kỳ kinh hãi. Hắn cảm thấy được có một lực lượng nặng tựa ngàn cân. Mang theo một khí thế không thể địch nổi ép từ trên trời xuống, mà thanh ma kiếm ở trong người thì bi thương huyết lên một tiếng, giống như là gặp phải khắc tinh vậy. Hiên viên kiếm, tam mười. Sát phá lang vội ngẩng đầu lên trông, thầm đổ mồ hôi ảo ạt, chỉ thấy hơn trăm thước nước biển đã bị kiếm khí bổ ra. Một thanh kiếm vàng khổng lồ ngang nhiên chạm ngang làn nước biển, mà trên mặt biển thì có một tên nam tử mặc giáp hoàng kim đang nắm lấy hiên viên kiếm chậm rãi bay tới phía mình. Đưa ấn cho ta, nam tử tới trước mặt sát phá lan, song thản nhiên nói, tựa như chuyện đưa ấn cho hắn là chuyện thiên kinh địa nghĩa vậy. Sát phá lan trong lúc này vậy mà lại có vẻ mê mang, người cứ ngây ngây ngốc ngốc đưa ấn ra. Thiên lôi không phá, vào thời điểm sống chết, đường hoa đã khẩn cấp bắn đến, đánh một tia chớp xong kêu, quăng ấn vào trong túi càn khôn nhanh. Đúng, quăng vào trong túi càn khôn thì người có muốn lấy cũng phải đến điểm sống lại tìm ta thôi. Sát phá lang lúc này như mới tỉnh được mộng, nhưng mà đã muộn mất rồi. Nam tử kia chỉ phất tay một cái, cánh tay của sát phá lang đã bị đứt lìa. Nam tử kia thoải mái chộp không động ấn, nhưng không giết sát phá lang mà chỉ lạnh lùng cười, sau đó xoay người rời đi. Khốn kiếp, cướp đồ của ta mà còn muốn rời đi à? Đường hoa nổi đóa lên, bố người chúng ta đánh sống đánh chết, còn phải diệt toàn tộc người ta để thành toàn cho nở PC ngươi à? Không nhiều lời nữa, hắn bắn vụt theo nam tử đó. Nam tử dường như có chút tán thưởng cho dũng khí của đường hoa, bèn cười với hắn, sau đó vung ra một luồng kiếm khí, xong không quay đầu lại, khoanh tay mà đi. Nhưng không ngờ đường hoa cũng không phải là hàng hết đát, sử dụng hộ giá ngăn kiếm khí lại, sau đó thúc đẩy lượng thiên xích lật tay một cái đã bao phủ nam tử kia trong biển lôi hòa hiên viên kiếm biến lớn lên không những trụ vững trong lôi hòa mà còn đưa nam tử kia thoát ly khỏi phạm vi oanh tạc nữa tuy có chút thương tích nhưng phong tư của người này vẫn còn hắn không phản kích mà chỉ đứng ở trên hiên viên kiếm nói ta đang phải xử lý chuyện đại sự nên không có thời gian nếu không thì tất nhiên sẽ không cần dùng kiếm này mà đánh một trận sảng khoái với ngươi có rảnh thì đến Đại Lương tìm ta, ta gọi là Vũ Văn Thác, lưới huyền băng. Đường Hoa không lý tới những lời nói đó, hắn ném ra một tấm lưới nhỏ. Trong bi có rất nhiều quái thuộc tính nước, từ lúc đường Hoa đánh kiếm tị thủy quyết đến giờ đã tạo được 9 sợi dây huyền băng rồi. Tuy chỉ tạo được thành trận nhỏ, và tuy lưới chỉ có được tam dài, nhưng vẫn là một pháp bảo nhất đẳng, nên đã tức thì vây nam tử trong trận huyền băng. Phá! Vũ Văn Thác quát một tiếng từ trong trận, định cưỡng chế phá trận đi ra. Đường Hoa kinh hãi cực kỳ, pháp lực của mình đang bị lưới huyền băng hút đi như hồng thủy vậy, sự uy mãnh của Hiên Viên kiếm quả thật không thể dùng những vật tam giai vây khốn được. Lưới huyền băng chỉ có thể vây khốn được Vũ Văn Thác không đến 10 giây, sau đó bởi vì pháp lực của Đường Hoa khô kiệt mà đành trở về nguyên dạng. Sau khi ra khỏi trận, Vũ Văn Thác chẳng hề có chút tức giận nào cả, hắn chỉ gật gật đầu nói, "Không tệ." cái danh Thục Sơn tán nhân quả thật không giả. Tạm biệt, ta hai mươi. Đường Hoa rất bất đắc dĩ nhìn theo Vũ Văn Thác đi xa dần. Chương 90, trở về nước thị nhân. Người bị bệnh à? Sao lại đưa đồ trong tay cho người ta? Đường Hoa lao vào trong biển, túm cổ áo sát phá lang quát. Phải biết rằng những thứ này cho dù mình không xài được thì cũng không nên đưa miễn phí cho nở PC chứ. Bắt bí bắt chẹt được chừng nào hay chừng nấy, còn không thì cứ quăng thẳng vào trong bao tội gì phải làm một cái động tác đưa cho người ta vậy ta thích đấy thì sao sát phá làng nói rất lạnh lùng hắn không muốn nói cho đường hoa biết rằng vì hắn đang trong trạng thái mê loạn cho nên mới đưa ấn cho người ta lúc đó suy nghĩ của hắn rất quái dị hắn nghĩ rằng một người tay cầm hiên viên kiếm thì làm sao mà lại có những loại pháp thuật hay vật phẩm yêu dị như vậy được trong mắt hắn thì người nắm giữ hiên viên kiếm hẳn phải là một người đường đường chính chính cũng như nếu hắn mà có hiên viên kiếm trong tay thì chắc chắn sẽ đường đường chính chính mà cầm nó đi cướp boss. Nhưng hắn cũng đã ghi nhớ loại hương vị khi mê loạn rồi, lần sau nếu còn gặp lại thì chắc chắn phải làm cho rõ ràng là vì sao. Hư, làm mất đồ mà còn bày đặt vênh vênh váo váo. Đường hoa có chút bực, nhưng vẫn móc một thanh kiếm ra ném qua, của người đây, tiên kiếm tứ dai. Cái này tất nhiên là đồ do rồng rớt. Người, đưa cho ta sát phá lang cầm kiếm mà ngẩn người. Cái này giống như là lời tuyên bố rằng Trung Quốc không có xí nghiệp lũng đoạn thị trường vậy. Quái quỷ vô cùng. Thật lâu sau sát phá lang vẫn chưa có hồi phục tinh thần, vẫn cứ cầm kiếm ngây ngốc hỏi, để làm gì? Đưa cho người à? Vì sao? Bởi vì chúng ta đã thỏa thuận rồi mà. Đường hoa rất là nghi hoặc, thằng này có phải đã uống lộn thuốc rồi hay không? Người, biết tuân thủ lời hứa à? Y. Đường hoa bực lên, nói chuyện thì phải chú ý mồm miệng tí chứ. Ông đây từng hại người vài lần, nhưng có lần nào ông nói mà không giữ lời không? Những chuyện mà đông phương gia tử ta đáp ứng, đã lần nào đổi ý chưa? Sát phá lang lâm vào trầm tư, quả thật là như thế, chẳng hạn là như lần viết giấy vay nợ nơi hoa sơn. Người ta chỉ đáp ứng là khi viết giấy vay nợ thì sẽ không động thủ, chứ không có nói viết xong thì được tấn công hay không mà. Rồi lại nhớ lại lúc giết boss mà bị đá ra khỏi đội ngũ lúc đó cũng không có bất cứ quy định gì bắt buộc không được phép đá đội hữu ra khỏi đội ngũ mà mình đã đáp ứng cái gì ấy nhỉ mình chỉ cần tiên kiếm tứ giai còn ngoài ra đều không quan tâm lẽ nào thật phải để cho hắn hết ừm đây là của ngươi sát phá lang mặt không biểu tình ném chiến lợi phẩm của mình ra đường hoa đón lấy nhìn qua là một sách pháp thuật tuy không hữu dụng với mình cho lắm nhưng lại rất có giá trị thị trường phong sa cam lâm thuật là phép trị liệu tập thể cấp cao khôi phục một biên độ sinh mệnh nhỏ cho toàn bộ nhân viên và sinh vật bên trong phạm vi nhất định. Đây chính là một trong những pháp thuật cần thiết cho quần chiến. Là một quyển sách pháp thuật khá là có tiền đồ trên thị trường. Đường Hoa lấy sách xong vung tay lên. Đi, đi đâu? Nước Thị Nhân. Sát Phá Lang bị lời này của Đường Hoa chấn cho muốn phun máu. Tư tưởng của người này thiệt là mình không có khả năng so sánh. Nhưng vì thanh tiên kiếm tứ giai sát phá lang đành quyết định cư xử tốt với thằng này một tí còn đi nước thị nhân làm chi vì sao lại không đi ta giải thích chút đã thái độ của sát phá lang khá là tốt chúng ta nhận nhiệm vụ từ người ta xong lại hại chết người ta nếu bây giờ ngươi định đi nhận lối trước mộ người ta thì ta sẽ cảm thấy người dối trá lắm nên nếu như thế ta sẽ không đi cùng ngươi nếu như là đi đánh cướp thì sao đường hoa hạ thấp thanh âm ngươi nghĩ xem nguyên cả cái tộc người đều chết hết rồi vậy sẽ có bao nhiêu thứ được lưu lại nào mà cho dù mọi thứ đều vô dụng đi nữa thì không phải còn một con ba xà đang chờ chúng ta đi thịt hay sao à ý của ngươi là chúng ta hại chết người ta sau đó lại còn đi vơ vét di vật của họ cuối cùng còn đem con vật cưng duy nhất của họ ra làm mồi nhắm đường hoa gân đen nổi lên đầy đầu nói sao mà thông qua cái miệng của ngươi thì chất lượng mọi việc đều hạ xuống thế người không thể lý giải thành chúng ta vì không để cho mọi vết tích của họ biến mất trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng nên đóng góp chút cống hiến lớn lao được hay sao? Ta hỏi lần cuối, người muốn đi hay không? Sát phá lang sau cùng đã hiểu ra, vì sao mỗi lần mình đều thua trong tay đường hoa, đó là bởi vì thiên phú về mặt nào đó của hắn quả thật đã hơn mình quá xa. Không ngờ mình một đời độc hành khách, tự nhận là mười bước cướp một boss, ngàn dặm không lưu chân, nhưng vẫn thua hắn hắn đã đạt tới cảnh giới một bước đào một mộ phần giữa lúc cười mà lén bắn đạn rồi ôi sói vốn thiện lương sát phá lang tất nhiên là muốn đi rồi trên đường hai người trở về nước thị nhân thì có tham thảo về chuyện vì sao sát phá lang lại không bị xét đánh sát phá lang kiên trì ý kiến là bởi vì mình có diện mạo nhân phẩm và còn có tâm địa thiện lương mà đường hoa thì lại cho rằng bởi vì diện mạo của sát phá lang cho nên hắn không có tư cách tiếp nhận xét đánh nhưng khi tới được nước thị nhân rồi thì hai người mới biết được vì sao lại không dính tới thiên kiếp. Nguyên nhân rất đơn giản, nữ vương tộc thị nhân đã lừa bọn họ, thực sự là người thị nhân không có ai bị chết cả, chỉ là phần lớn người trong tộc đã không còn tuổi thanh xuân nữa, đã trở thành tóc bạc da mồi hết rồi. Trẻ mãi không già, vốn chính là phản đạo, là làm trái ý trời, sinh lão bệnh tử mới là thiên đạo. Chứ nếu không thì sao người ta lại bảo rằng tu đạo chính là đi ngược lại ý trời? nên phải trải qua kiếp nạn mới chứng được đạo chứ. Sát phá lang chạm đến ấn chỉ khiến cho bọn họ khôi phục lại bộ dáng vốn có, cho nên không thể nào dẫn đến thiên kiếp được. Ngành đón hai người bọn họ chính là trận thế rút gươm dương nỏ sẵn sàng của người thị nhân, người ta già thì già, chớ vẫn còn bảo trì trạng thái oánh hội đồng được. Lát nữa ngươi đừng nói gì cả, nếu không ta trở mặt với ngươi. Đường hoa nói xong, sát phá lang khịt mũi coi thường một cái. Đường hoa cũng không thèm lý tới hắn, mà bi thống giơ tay lên. Nữ vương, ta muốn tấn kiến nữ vương. Ta chính là nữ vương đây. Một bà cụ nói. Nữ vương bệ hạ, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Con rồng đen đã đền tội rồi. Hừ, tất nhiên là ta biết rồi. Nhưng vì sao các ngươi không nghe lời ta nói, lại đi động vào cái ấn ở trên vách tường làm gì? Động vào ấn thì trận sẽ vỡ. Người trong tộc của ta không còn có thể giữ lại tuổi thanh xuân và sự trường sinh được nữa. Báo cáo nữ vương, cái ấn đó không phải là do chúng ta động vào đường hoa trước tiên kể lể về quá trình chiến đấu anh dũng oai hùng không sợ mệt nhọc không sợ hy sinh đã phải trải qua muôn vàn đau khổ mới có thể đánh chết hắc long vương nhưng ai nào ngờ đúng lúc đó thì có một tên chết tiệt tên gọi vũ văn thác tay cầm hiên viên kiếm bổ nước biển xông vào long cung lấy ấn thần đi tuy hai người đã cố sống cố chết giữ người đó lại nhưng thực không thể nào cự nổi kẻ cướp bóc đáng khinh này đã bị người ta nhẹ nhàng đoạt ấn đi mất lần này đường hoa chơi trò vu oan cho nên sát phá lang đứng một bên thở ơ thật là như thế nữ vương bán tín bán nghi nhưng lời nói của đường hoa lại có đầu có đuôi lắm mà lại còn biết cả quốc sư đại tùy là vũ văn thác nữa không hề giống nói dối chút nào cả hơn nữa trên thân hai người cũng không hề có cảm giác về dấu vết nào của ấn thần cả đương nhiên là như thế rồi đường hoa nghiêm nghị nói xin nữ vương yên tâm lần này không cần phải tuyên bố thêm nhiệm vụ cho chúng ta đâu chúng ta nhất định sẽ đoạt lại ấn thần cho thôi thôi cho dù có lấy lại được ấn thần thì chỉ sợ cũng không có ai bày trận cả nữ vương than một hơi trận pháp này vốn là do tiên nhân ở hải ngoại bố trí cho nên dù có lấy lại được ấn mà không tìm thấy vị tiên nhân này thì cũng chỉ là công cốc đã hiểu lầm hai vị tráng sĩ rồi xin đi theo ta không cần phải diễn tả thêm hai vị tráng sĩ nhờ vào tài lừa đảo và ba tấc lưỡi cuối cùng cũng đã lấy được phần thưởng hai người đều lấy được một kỹ năng chuyên biệt cho mình có điều cả hai cái kỹ năng này đều dị thường bi tráng ngũ mang chấn tà phá kỹ năng bị động ở trong trạng thái gần chết sinh mệnh còn một phần trăm có xác suất nhất định cưỡng chế khởi động ngũ mang chấn tà phá trong một phút sau khi khởi động uy lực của kỹ năng sẽ gia tăng ba trăm phần trăm sau khi hiệu quả biến mất thì trong vòng một ngày không thể sử dụng bất cứ kỹ năng nào, có thể thăng cấp. Tu la tuyệt sát trận, kỹ năng bị động, ở trong trạng thái gần chết, sinh mệnh còn một phần trăm, có xác suất nhất định cưỡng chế khởi động tu la tuyệt sát trận trong một phút. Sau khi khởi động, uy lực của pháp thuật sẽ gia tăng 300%, sau khi hiệu quả biến mất thì trong vòng một ngày không thể sử dụng bất cứ pháp thuật nào, có thể thăng cấp. Hết chương 90 xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé